true. Tao đóng tháng này nè, học tháng này mới ngày 9 mà nó. Ủa sao đóng 3 triệu? Nói với cô là thứ nhất là cháu bị Covid, thứ hai là tôi có thể xin cho cháu học online được, chuyển học online được không? Và tại sao tháng học đợi tối tôi nói chuyện cho ông, nói chuyện cái đầu ông rét cái đuôi, cái ông nói không có câu có đầu có đuôi nữa. Rồi bà cô giáo bà cho ông nhỏ nghỉ luôn á. Hello. Mai nghỉ ngày đi chùa nha. Chùa gần đây nè, chùa nghèo gì á, chở gạo chở mì ra cho chùa đi. Hello. Mấy chị ơi, hôm nay em xả kho nha, mà một khi em xả kho là mấy giờ mới thấy chị lo. Mới thấy chị lo được không? Không, lo cái hàng nhập khẩu á. Nó thực sự là, nó là cái đứa mà bỏ hàng nhập cho siêu thị, cho đi đóng công đi nước ngoài á mấy chị. Mà tại mùa dịch dính cho nên là thôi em kêu thôi về livestream đi. Với lại em cũng muốn những cái mặt hàng của nó. Thật sự là em muốn những cái mặt hàng của nó, tại vì hàng của nó chất lượng lắm. Hồi nãy chị nào hỏi đường vậy? Chị nào hỏi đường của tiểu đường đâu? Em nói mấy chị cái bịch đường này về mấy chị lấy một cái hũ. Mấy chị cắt bỏ vô để mấy chị kho cá, kho thịt nấu canh ăn hàng ngày. Đường này là dành cho người tiểu đường nha mấy chị. Hello mấy chị, cho em xin lượt chia sẻ đi mấy chị. Ê, hôm nay em về áo khoác sao ta? Áo khoác dành cho hot girl đỉnh của đỉnh bằng Lên Tâm, xưởng em may hai màu. Tối nay em cho mấy chị chết dạt hết luôn, đợi em nha. Đợi em tối nay, đợi em lên áo khoác một cái là chết hết. Cho em xin cái lượt chia sẻ mấy chị. Em có cái món này tặng cho mấy chị nè. Em yêu ơi, anh yêu em, cần em. Em luôn cần trái tim em kề bên. Nhưng có sao em ơi, em đã xa anh rồi. Để trái tim cô đơn lắm. Cảm ơn chị Trần Nhật Mỹ cho em xin lúc chia sẻ nha. Đầu like đi, em sẽ tặng mấy chị món này. Có thể là em tặng món này mấy chị sẽ bị sốc á. Tại món này nó nằm ở giá 790 hay 700 ngàn gì á. Mấy cái món này nè, dạ chờ 1-2 ngày nữa. Cái món này là chị Tâm Trương sẽ biết nè. Cái món này là ngày xưa là mỹ phẩm của Hàn Quốc. Mà nó là kem đánh mặt, mà nó có 50% kem, kem để chống, kem chống nắng. Có 50cc. Có nghĩa là cái kem này là hồi đó em bán là em không nhớ là 690 hay 790. Nhưng mà bây giờ sao, tại sao cái kem này em không nhìn đó được, và em sẽ khui một hộp kem. Nhưng mà em sẽ có tặng, bây giờ em tặng đầu like cho mấy chị có chia sẻ livestream. Nhưng mà mấy chị đó phải có bill nha, chứ không phải là không có bill rồi em đi gửi không là không có. Nhưng mà em nói mấy chị, kem này là kem Hàn Quốc, cái này là của em tặng. Bây giờ lau mấy cái hộp kem này đi. Nè mấy chị, nè em để nè, mấy chị thấy em để không? Mấy chị thấy em để không? Lau mấy hộp kem, hai đứa qua lau mấy hộp kem nè. Có cái hộp kem lẻ đưa cho gì? Đưa hộp kem lẻ cho gì mượn. Lấy hết lâu rồi, lâu tặng cho mấy chị. Em nói thiệt nha, em mà không phải cái kiểu mà lấy mà nè, mấy chị thấy không? Thằng Win nè, cái thằng này là kem của Hàn Quốc nha mấy chị nha. Thằng này là công ty của Hàn Quốc nè mấy chị à. Những cái chị nào mà ngày xưa hay mua sữa rửa mặt của em nè, có em, những hello Linh Hòa cho xin, những chị đó là ngày xưa là em hay bán là kem body em mới quăng tối qua rồi tại vì hết đó. Kem body, còn cái này là em nói thiệt nè mấy chị, coi hộp kem nè, mấy chị coi giùm em hộp kem ha. Bé Lùng ơi, lại con lấy từ chút nữa. Cái này là kem đánh mặt, có nghĩa là sao, mấy chị ra đường á chỉ cần một thỏi son, một cây kẽ mắt nước và một hộp son này là mấy chị đủ sống cả tháng trời rồi ha. Mà kem này hồi đó em bán 690 hay 790, em không nhớ nha mấy chị nha. Nhưng mà mấy chị coi nè, cái miếng bông này nó cũng khác tất cả những miếng bông khác nữa. Mà cái này là hôm nay là em sẽ tặng cho mấy chị còn bao nhiêu hộp á. Bé Lùng, bé Bi nó đang lau ha. Đây nè mấy chị thấy không, hàng nhà em tặng phát chất lượng liền, thấy không? Hàng nhà em tặng một phát là chất lượng liền. Lấy cái bộ caro 100kg giao cho cô Tina Lê, bộ caro 260 cho Tina Lê.
nè chị bị ho bị ngạt nè ha, coi nè, nhưng mà em gọi là cu siền, em không biết nó là cu hay giá gì em không có biết, nhưng mà tại vì hôm qua giờ em coi cái đó em không có thấy mấy chị. Hàng này là hàng của cô rề nha mấy chị nha, hàng này là hàng của cô rề, nhưng mình cứ dùng thử chất lượng bên trong là mình biết nó hư hay là chưa thôi mấy chị ha. Đây nè mấy chị coi kem nước nè, em thấy nó còn rất là sang xịn luôn á, cho nên là tặng, cho nên tặng ha, tặng em với, em mới xài hết nè. Là mấy chị thấy chưa, mấy chị thấy sang xịn chưa, có bill và có hàng ở nhà có chia sẻ em mới tặng được bao nhiêu hộp rồi mày. Một hộp đây hồi đó Thái Huyền nhớ không, là tới 600 hay 700 á. Nè cái chị Aero hồi đó cũng mua cái này nè đúng không chị, 600-700 ngàn mà em bán sale còn 300-400 hay 400-500 gì đó ha chị ha, rất là sang xịn luôn. Em nói thiệt mà, không phải là em lấy cái hàng mà kiểu như hàng chợ lớn rồi về tặng, không có chuyện đó đâu. Em mà có đi lên đó em cũng không bao giờ em tặng những mặt hàng này, mấy chị lên nhớ nha, y không bao giờ làm mấy cái chuyện rùi bu vậy hết ở đây ha. Trời ơi, hộp kem 600-700 ngàn đi tặng nè, thấy gớm không, tặng gớm không, vậy nó mới gớm chứ. Rồi mở hàng đầu tiên nè cho Văn Thảo Nguyễn nè, con ơi Văn Thảo Nguyễn, Văn Thảo Nguyễn một hộp nè. Đeo mày, nó hơi bụi nha mấy chị nha, em nhớ là lúc đó sale rồi đó, là lúc đó sale rồi đó ha, sale rồi nè. Em sẽ ghi trên cái hộp nha ha, là của Tina Lê mới có bill phải không anh à. Tina Lê nè, Tina Lê nè, tặng, tặng của Tina Lê nè. Trời ơi mấy má sướng quá trời luôn. Thái Huyền nè, Thái Huyền nè, Aero Phạm nè. Em nói rồi, ra đường chỉ còn một hộp son, một cây mắt nước. Một hộp này là chết luôn, là coi như không có đường sống luôn ha. Bạch Yến nè, là như coi như là không có đường sống luôn ha. Bạch Yến nè, Thúy Phan, Diễm Phan nè. Cái hộp ở ngoài nó hơi dơ nha, tại em để trên cái kệ này nè. Thúy Phan, Diễm Phan nè ha. Chị Hạnh Nguyên hình như đang có bill ở nhà, chị Hạnh Nguyên có chia sẻ cho em không? Chị Hạnh Nguyên nè, chị Hạnh Nguyên có chia sẻ nè. Rồi chị Kim Anh Trương đang có bill nè. Kim Anh Trương nè. Rồi tổng cộng là em còn 4 hộp thôi ha. Tổng cộng là em còn 4 hộp ha. Linh Hồi nè, Diệp Thảo nè, Diệp Thảo nè, Liên Lê nè, Liên Lê nè, Bỉ Ngạn Hoa nè, Bỉ Ngạn Hoa nè, Bỉ Ngạn Hoa nè. Rồi còn ai có bill nhà em không, còn ai có bill nhà em mà em chưa tặng không nè, tặng cho anh Kiệt Nguyên Hình hộp nè. Ráng có bill nha chứ không xả nha anh Kiệt Nguyên Hình. Thấy anh Kiệt Nguyên Hình tối nào cũng chia sẻ live stream nè, anh Kiệt Nguyên Hình nè, đúng rồi mẹ đó, anh Kiệt Nguyên Hình là nè bé bé bây giờ nè bé ơi, anh Kiệt Nguyên Hình nè, khỏi bỏ bịch vậy đâu, đưa ra thôi, khỏi bỏ bịch đấy, khỏi bỏ bịch. Alo alo, còn ai nữa không? Tiên Mỹ nè, ai còn ai? Tiên Mỹ ai có bill mới tặng nha, không có bill không có tặng nha. Chị Tiên Mỹ nè, chị Tiên Mỹ nè, Nguyễn Phương Thảo nè. Trời ơi về dùng cái hộp này thế nào cũng nói trời ơi, mà sao Duyên chơi sọt quá. Nguyễn Phương Thảo nè, còn ai nè? Ủa tặng gì em ký với bà nội trái, chưa biết tặng cái gì luôn á trời. Giá Thu Hải nè, rồi còn một hộp nha, Thu Hải còn một hộp nha. Hồng Yến Ngô Thị nè, ghi Hồng Yến Ngô Thị giùm chị, bốn chữ dài quá. Hồng Yến Ngô Thị nè, Ngô Tú Linh nè, ai có bill nha, Ngô Tú Linh nè, Ngô Tú Linh nè. Rồi ai nữa, một hộp cuối cùng của Ren Nguyễn nè, còn hộp nữa hả Ren Nguyễn nè, rồi còn hộp nào nữa hả, rồi đưa hộp ở đây lâu cái à. Còn một hộp cuối cùng cho Nguyễn Huyền đi kìa. Nguyễn Huyền gì 385 gì đó, 685. Rồi hết nha, rồi hết. Tặng em được không, phải có bill Thúy Hằng ơi. Cái hộp kem này giá chính gốc của nó là
60kg gạo mỗi bao 10kg nè, chị nào khổ qua nhà em nha. Giờ lên hàng sale, nói chung là tối hôm nay lên hàng sale nha mấy chị nha. Lên hàng sale cho em xin lượt chia sẻ đi mấy chị, 70 view. Cho xin lượt chia sẻ mình chơi cho bóc đầu luôn. Tối nay mình chơi cho bóc đầu luôn mà em chưa biết chơi gì để kiếm đồ tặng đi, từ từ chơi. Giờ em đang rảnh đó mấy chị nha. Mai nghỉ ngày nha. Mai nghỉ ngày mà đi live khác mua đồ là tôi thấy là tôi giận luôn á. Để tôi giận á. Tôi giận nó tôi phải giỡn thôi nha. Mà em đèn mơ dằn dằn. Giờ tôi tặng cái này mấy chị. Áo chị mặc hết lâu rồi. Đây mấy chị ơi, tặng đi. Chứ giờ em đã bị quần rồi đây. Chị biết đó là quần của em đó đây. Ủa tặng lên Nguyễn rồi mà giờ vô ý kiến gì nữa chị lên. Giờ chị muốn quýnh lộn không? Giờ em đang rảnh là giờ chị muốn quýnh lộn không? Định tặng mà thôi sao làm biến quá đi cắt đi. Mệt quá. Định tặng mà làm biến quá. Bây giờ xuống chỗ này bây. Lấy cái chổi xuống đi. Lấy cái chổi xuống bây ơi. Lấy cái chổi xuống bây. Thiệt á. Lùng xuống chọn hay con? Hỏi cư con ơi, xuống chọn rồi bé. Đi đây xuống còn em hỏi cư. Lấy cái chổi xuống bây giờ. Á dạ. Đổ hết ra. Đổ hết ra hút vô lại trong cái chuột không á. Để em đi kiếm đồ em chê cho mấy chị nha. À các thằng bơm đi tờ. Ôi là tờ. Các thằng bơm. Kìa. Đó con nhỏ rảnh á. Trong cái chuột cho nó đi. Các thằng bơm đi. Đứng chạy về đi con. Hôm nay thả cho mấy chị bộ đồ beo nè. Từ từ đi nha, đừng ai bỏ cho nó đâu, đang đừng họ. Vui thả mấy bộ đi là mấy chị. Phái liền, phái phái chị nước miếng liền anh thôi. Cho em bộ beo nó vô anh thôi. Vui thả cho mấy chị bộ. Bộ viết này là mấy chị phái phái chị nước miếng liền. Tôi nói việc. Bà yên tính giống nghệ sĩ tùy hứng, em bị điên mà chị không phải ha. Cái lá dùng từ là ai hỏi đường tiểu đường đâu rồi. Bi bi lấy cho chị đường tiểu đường gì con. Ở sau đó như dưới đất một nùi kìa quăng hết vô. Nè xả cái muốn xỉu nè. À em đi lai khác mua có một tí yếm thôi là bả ghi vào sổ thù giặc á. Hay lắm nha mấy má, chỉ cần mấy má đi comment mua cái yếm ở chỗ khác một cái tôi may được mà không hỏi. Điều mà mày yếm cho em đâu má là tôi nói tổng má thiệt. Ngứa gan. Nè đường tiểu đường nè 190.000 một bịch. Em nói với mấy chị là một bịch đường này mấy chị ăn một tháng mấy chị tin không? Một bịch đường này mấy chị ăn một tháng mấy chị tin không? Tin em đi. Kêu em đi thì em có đàn gà rù nha. Hàng này là hàng của Nhật. Nhà chị Tiến Nguyễn Thị một lần mua cho mẹ là mua một thùng. Mà tội nghiệp lắm nguyên một mùa dịch đó. Không có đường, em phải lấy đường trong hũ nhà em chia cho chị luôn á. Là đường này nè. Một bịch là mấy chị ăn phải. Nếu mà ăn hết một gia đình nấu đồ ăn là phải một tháng. Nửa tháng tới một tháng. Mấy chị kho cá chỉ còn hai muỗng nhỏ thôi là mấy chị kho được rồi. À, mấy chị kho được rồi. Cái đường này bả quản lý chặt chẽ lắm mấy chơi. Không thoát đúng rồi, không có thoát được đâu. Mà mày còn rảnh hả My? Mày còn rảnh. Đại khái là 190 đó mấy chị, đại em đại khái là vậy á nha. Rồi giờ lên đồ sale nè, bấm nút chia sẻ đi. Ngồi tôi tặng gì mà không có chia sẻ là mấy chị thấy cái cảnh là mấy chị là cái người bị lỗ đó. Chứ không phải tôi đâu ha. Ai bơm nữa hả bự? Nó bơm là chuyện bình thường chị. Lập 30 cái nít. Đi mua dạo xong cũng quay về với bà Yên. Bả làm bán mì à, đúng rồi chị, cỡ đó hôm qua bận thấy like sale áo đầm trắng. Rẻ đẹp quá mà hết rồi đây. Bả bộ đây tranh thủ chốt, bộ đây còn đúng 4 bộ nha. Bộ này tôi còn đúng 4 bộ. Gì? Ai? Tội nghiệp Thúy Hằng ghê, không còn hộp nào tặng nhỏ Thúy Hằng này thiệt đó chứ. Rồi đây nè. Coi giờ
giùm cái bộ giùm tôi một cái nha. Làm ơn coi giùm tôi cái bộ đồ nhà bên tôi một cái nha. Bộ này 250.000 kèm với quần nè. Coi cái quần nè, y chang cái quần luôn. Quần ống suông nha. Rồi bộ này 250, còn đúng 4 bộ xả cho mấy chị 170. Còn đúng 4 bộ caro xả cho mấy chị 170. Chốt lẹ đây nha. Xả 170 ở là sau lưng có lưng thun đừng sợ chật ha. À hello chị Hồng An Nguyễn Đào. Baby xong rồi giải quyết cái đó, xong rồi giải quyết bill của Hồng An Nguyễn Đào nha. Sợ không được Hải Liên, không có ai cho tin nhắn mới hả? Thì đưa qua cho chị gì? Chị giờ hồi trưa chị tiếp top á, chị tiếp top. Bay qua nick này để hỏi khỏi bên đây. Đây nè mấy chị nha, đúng rồi phải hỏi khỏi hỏi Huyền Nguyễn nào, đúng rồi đó đây. Làm ơn chốt cái bộ này giùm tôi cái nha, Ngọc Liêu, bộ này 170 của Ngọc Liêu nè con ơi. Ngọc Liêu 170 nè. Bộ caro XL của ai? À, thể thao thanh y. Dạ thể thao thanh y nha. Mấy chị cứ chốt caro kèm số ký rồi tôi tự chốt cho ha. Ha mấy chị ha. Thể thao thanh y đâu mất rồi. Thể thao. Chị thể thao thanh y là khách mới nè. Bên em là không có cho kiểm tra hàng khi nhận. Và bên em hàng sale không cho đổi trả. Chị có ok thì lấy nha. Và em sẽ đưa đúng size cho chị. Chị Thu Anh size L hết rồi. Bây giờ còn 2 bộ 80 đến 90 ký. Em còn 2 bộ đến 80 đến 90 ký Diệp Hảo nè. Bộ này là Diệp Hảo mặc hơi bị đẹp nha Diệp Hảo. Bộ này là nói nhỏ nhỏ thôi, 170 ngàn là hơi bị đẹp luôn ha. Bộ này còn đúng một bộ 70 đến 80 ký. Bộ này còn đúng một bộ 70 đến 80 ký. Bộ caro của chị Tài Lê nè. Còn đúng một bộ thôi nha. Ghi trên bill của chị Tài Lê free ship bill này nè. Tại vì mình là đưa lộn đồ cho chị và chị cũng lấy. Tài Lê free ship bill này là tôi rõ ràng lắm. Cái gì kêu tên em? À cái vòng trầm của má kia. Mà má đó không có chịu ấy cho nên giờ kêu là đưa qua cho tiếp top. Má đó không có chịu cho địa chỉ số điện thoại, nghĩ sao sư phụ công tình, sư phụ ta thỉnh dòng về. Rồi đã vậy là thỉnh dòng trầm mà cho mấy chị mà đó lấy về có giá có 200 rồi mà không bốn chữ chị gì vậy? Bốn chữ. Chị có lấy cho em 5 con khủng long chưa vậy? 5 con khủng long, ok, 5 con khủng long. Bé Lùng lấy máy của con, nhắn tin qua cho gì là Na Nguyễn 5 con áo, 5 con khủng long. Dạ caro hết rồi chị My Diễm. Chị My Diễm mà chốt hàng sale đừng có chốt lên kèm số điện thoại. Chốt hàng sale chị chốt là caro 75kg. Chốt nhiêu đó thôi còn không kịp lại mấy má nữa mà chị chốt chị kéo dài biết chừng nào chốt được. Em có 2 con áo vú nè. 2 con áo vú hàng bom nha. Cho nên sẽ xả cho mấy chị, con này là 150, xả 2 con cho mấy chị. Con này là 150, 2 con 300, bây giờ em xả cho mấy chị 2 con này 250, size 40. Xin lỗi mấy chị nha, mút mỏng mà có miếng, có tặng mèo thằng Tài. Anh ơi đưa qua cho tiếp top đi anh. Nè, có 3 miếng, đỡ ngực, đỡ vú lên. 2 con này 300, size 40, chế là mặc áo vú size 40 thì chốt 2 con này cho em nha. Chế nào mà mặc áo size 40 thì chốt 2 con này cho em size 40. Size 40 chốt 2 con này cho em nha mấy chị nha. Size 40 nè. Chị nào chốt con này size 40 thì chốt size 40 giúp em nha. Thả luôn cho mấy chị 250 2 con. Ha. Thả luôn cho mấy chị 250 2 con. Chị nào size 40 mặc áo vú hàng ngày thì chốt em này. Còn nếu không size 40 làm ơn đừng hốt nha mấy chị nha đây. Ha. Trời hai con này mấy chị trúng mánh quá trời luôn. Em nói thiệt có Linh Nguyễn quận 8 nè. Hai con 250. Rồi chuẩn bị xả đồ cho mấy chị nè. Xả đồ rồi xả hàng bơm nha. Xả đồ xong rồi xả hàng bơm nè mấy chị. Hai tới 250 hả? Đúng rồi. Chị Thị Vân. Nè có 100 chị ở đây. Và em thông báo luôn cái bill của chị Thị Vân 90kg nè. Nói quy định của shop Ý Yên đó. Nghe à đó. Đó ghim bình luận nè. Đây là cái bill của chị Thị Vân. Và mấy chị sẽ đi nhớ giùm em nha, bill của chị Thị Vân. Tại sẽ có một ngày bà sẽ vô livestream bà nói và em nói luôn. Bill của chị Thị Vân thì khi một cái bill xuống dưới thì bị chật một cái áo đen. Thì trong quá trình làm bill em nói chị Thị Vân ơi, chụp cái áo ra qua em coi thử có size em đổi, không có size điện trừ tiền lấy hàng về chị không chụp. Thì trong quá trình chị nghĩ đi, hàng mà từ đây đi xuống tỉnh là phải mất từ 2 ngày tới 3 ngày. Mà tới 3 ngày hàng tới thì sau khi hàng tới bà không nhận hàng bà mới chụp cái áo đen qua cho em. Thì mấy chị nghĩ là em có đổi hàng cho bả hay không? Một câu rất là đơn giản. Thì mấy chị nghĩ em có đổi hàng cho chị
trình đó chị, anh shipper gọi điện cho em là nói chị ơi chị Thị Vân đòi kiểm tra hàng, còn không cho kiểm tra hàng, không cho thử thì không nhận. Mà bà đứng ngoài kia bà vẫn chửi shipper là thằng mất dạy không đàng hoàng, thì em kêu em dồn cục hàng về cho chị. Thì trong quá trình bây giờ chị Thị Vân đó là bây giờ đổi đồ cho chị thì có đổi không? Đúng không mấy chị em, có đổi hay không? Nói câu vậy à. Còn mấy chị tự đoán đi, đánh em nó kỳ lắm. Rồi em sẽ xả bộ veo cho mấy chị. Bộ này cũng bị mắc phong long, rất là đẹp mà bị mắc phong long, chân váy quần nha. Mấy chị coi là chân váy quần nè, mà mấy chị coi cái áo nè. Coi cái áo nhà của em nè ha, coi vải nè nha. Áo beo, dễ thương chưa? Em hỏi mấy chị câu dễ thương không? Vậy à, đủ hiểu à. Đây, rồi bộ veo. Chị đang bận là đầm là bộ của em nhưng mà hết lâu rồi. Bộ ống rộng mà hết lâu rồi. Ưng thì chị may lại cho. Lai dòng. Rồi xả bộ beo này cho mấy chị. Bộ beo này 240, 250 gì quên mẹ nó rồi. Thì bây giờ xả cho mấy chị 170 bộ beo kèm số ký. Xả cho mấy chị bộ beo kèm số ký nhanh tay đi nha. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì đi Sài Gòn cỡ. Chín mươi ký nè, nhanh tay nha. Bộ beo nhanh tay nha. Bộ beo kèm chân váy quần nhanh tay thì còn, chậm tay thì đi Sài Gòn chợ Kim Biên mua nha mấy chị nha. Này hay nè. Này tay L nè. Ủa bộ beo còn không vậy? Bộ beo 62 ký của Thùy Dương Dương nè. Kiểm tra thử phải tay L cho Thùy Dương Dương không? Đúng rồi đây chị. Rồi Thùy Dương Dương. Ê bây giờ bộ beo chỉ có size 90 ký thôi nha. Thùy Dương Dương 107, Đỗ Thị Thu Phương size L nè con. Đỗ Thị Thu Phương size L. Đỗ Thị Thu Phương nè. Chị mặc cái gì cũng đẹp mà mua về mặc thấy ghê. Tại do mày thấy ghê á. Có mày khùng á, mày thấy ghê, bộ đồ người nào mặc lên không vậy? Ủa mấy chị ơi. Anh Phước ơi, bữa ổng gặp mày ở ngã ba Dầu Dây, ổng đâu thấy mày ghê đâu, thấy mày có mồm à. Bớt rồi nha. Bớt cười rồi nha. Bớt cười rồi nha. Ê, mày mặc áo dài đẹp mà nè. Tao mặc đồ có tay nó xấu như quỷ do có bộ đồ xả cho 80 ngàn nè. Chị rảnh đọc tin nhắn em nghe, giờ là chưa rảnh rồi đó. Ờ, tôi mua về mặc đẹp cũng chết tay mấy chị. Bộ này 60 đến 80 kg, giờ bộ này 140, còn bộ xả 80 được không? Còn bộ xả 80 để chốt giùm em sọc trắng. Ở bữa không coi like nữa, coi là nổi máu, chị bị nổi máu gì ạ? Chị bị nổi máu gì chị? Máu gì? Nói em nghe máu da phải không? Thật chị mặc đẹp mình mua về thấy kỳ, mày Yến Nguyễn thì kỳ quá. Hồng Yến Ngô Thị 80 ngàn nè. Hồng Yến Ngô Thị 80 ngàn nè. Mày giống bà Nguyễn thì kỳ quá. Áo tắm 220 không có sale nha. Áo tắm 220 không có sale nhưng mà 60 đến 80 kg thôi. Chế nào chưa chốt áo tắm thì chốt nhanh nhanh đi ha. Dạ sọc trắng 80 kg khách lấy rồi cho nên mấy cái chị sau là em không có đọc nha. Em không có đọc rồi, xả cục hàng 80 kg của chị Thị Vân. Nam mô A Di Đà Phật, giới trời hàng hóa em đi xuống xuống đừng quay lại với em. Em sau đừng cãi chị em. Chị bán hàng chị cũng có nuôi ai hết trơn á nha. Ai trước trước thì công bằng lắm ha. Em có một con áo sơ mi đen nè. Em có một con sơ mi đen size 82 đến 92 kg. Em có một con sơ mi đen. À, áo tắm của chị Nguyễn Trang Trang nè, 220. Áo tắm đó xưởng em may á. Bộ 80 khách lấy rồi. Để bữa nào em về lại bộ 140 em may cho lọt bộ. Qua lọt em lên kho em lấy bộ lọt bộ 140 cho. Áo sơ mi này là 90 kg, 82 đến 92 kg. Áo sơ mi này 200 nhưng mà hàng bơm về em bán 150 được không mấy chị? Trời quá được luôn. Áo sơ mi 200 hàng bơm về bán 150 quá tuyệt luôn. Không mua coi như chết nửa đời người luôn, chết lặng nửa đời người luôn. Áo đen của chị Hồng Hạnh Phạm Phú Yên nè, 150 của chị Hồng Hạnh Phạm Phú Yên. Mấy chị ngồi im đi tí xíu, mấy chị thấy cái cảnh với em. Đây nè, pyjama bao nhiêu người hỏi nè. Pyjama 160 ngàn size bự chà bá lửa bao nhiêu người hỏi nè nè. Dơ lên cái hết liền nè. Em hứa với mấy chị luôn á. Mấy chị hồi bữa mặc pyjama bên em là bao ghiền đây. Pyjama 80 đến 90 kg nè. Em nói mấy chị vải hơi bị mềm luôn. Vải mà áp vô mặt là hơi bị đã luôn. Và bộ này bán cho mấy chị nhiêu, xả cho mấy chị 120 ngàn. Size 80 đến 90 kg pyjama xanh 120.
Bao nhiêu người mua pyjama này đều khen, chưa có chị nào chê hết á. Chưa có một chị nào mà chê cái bộ pyjama này đâu nha mấy chị. Chưa có chị nào xả 120. Xả 120.000 pyjama. Chị nào chốt pyjama, chốt giùm em pyjama Huỳnh Hiền. Huỳnh Hiền mã xanh, Huỳnh Hiền ma xanh. Ôi má chốt cũng ma xanh nữa rồi. Huỳnh Hiền ma xanh 120. Em có một con ma tím nè mấy chị. Em có một con ma tím nè. Mặc pyjama đó thích lắm luôn. Em có một con ma tím mà từ hồi bữa giờ có đúng một con ma tím thôi. Nè em có đúng con ma tím size 80 đến 90kg nè. Đúng một con ma tím thôi. Chốt giùm em ma tím 90kg. Ma tím 82 đến 90kg. Ai chốt ma tím chốt lên giùm em ma tím nha. Ma tím. Bà đặt kia một nồi rồi bà bơm tôi về trời. Kệ. Nhưng mà kệ nha. Tím của chị Hạnh Nguyễn nè. Tiếng của chị Hạnh Nguyễn, Quỷ Hạnh Nguyễn này là em nói là em làm mai cho anh đó bà bảy. Ma tiếng của chị Hạnh Nguyễn nha. Hôm yên chốt 3 bộ pyjama rộng và sửa lại cho nhỏ rộng hả chị? Trăm hai không? À, Nguyễn Bình Thuận hả? 120. Trong An xuống tới Bình Thuận. Nhớ gì? 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 Chị nói vậy mà nhớ nó. Chồng cà bướm thì bán con áo 100.000 nè, đẹp không? Đầu má nó đẹp mấy chị. Chị nào mà khoảng cỡ 80 đến 90.000 lấy con áo này nha. Con áo này em nói với mấy chị là đẹp vô cùng tổ quốc tao luôn nha. Áo này mấy chị không mặc là có đồng 58kg. Ủa Thúy Hằng, em đi lộn mẹ cái động rồi Thúy Hằng. Cái động chị, cái động big size mà 60-62kg trở lên gặp chị nha. 60-62kg trở lên gặp chị ha. Đi lộn cái động rồi. Em có một con khót 120 nè. Em có một con khót nhẹ 120 nè. Ai chốt khót nhẹ 120 chốt giùm em. Có nón nha mấy chị. Có nón. Rồi khót nhẹ 120 có nón. Chị nào chốt chốt giùm em 60-92kg cũng vừa. Chị nào chốt khót nhẹ chốt giùm em khót nhẹ nha. Thương em hai mùa mưa nắng, hai thôn nghèo nối liền bờ đêm, từng ly che xanh nghiêng nghiêng chiều hè. Quần này, quần này hàng xúc để bán sau đi bây giờ. Quần này hàng xúc để bán sau đi. Mua cho bé nhà em chứ em 68kg. Khóc nhẹ của Linh Tơ Sần này. Trời, 68kg mà lặn nữa trời má ơi. Dạ cái động chị 68kg mà còn lặn nữa. Chị nào 60-65kg chốt con quần này là 200. Cái gì vậy? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Tự nhiên tôi quăng lên tới sòn 68kg. À, lên tới sòn. Lên tới sòn chưa đâu chị chưa thấy hàng bơm đâu, từ từ. Em sẽ vô cho chị coi từ từ nha. Lên tới sòn 120. Quần này 60-62kg làm ơn chốt giùm con đi mấy má. Để có những mẫu quần đẹp này em nói mấy chị khó giống như đi lên trời vậy ha. Chị nào mà đang mê hàng xuất thì hút con này giùm cho em. Con này giá nhiêu? 2 xị. Chị từ từ đi. Chưa. Mới lên dạo đầu rồi mà. Chưa. Chưa nè. Chưa đâu. Đây, cục này bự chà bá lửa luôn. Này bự quá. Ừ, legging mấy chị. Rồi hai con bán xả cho mấy chị nè. Hai con bán xả cho. Legging nha, một con nè, hai con này là dưới 90kg, hai con legging 90kg, bán xả cho 120.000. Hai con legging em vừa khui áo đầm zin. Cái hôm qua chị định giấu đầm dáng đẹp, vải đẹp, nói chung là nói vô cái từ thì kêu đầm zin đẹp rồi, còn nói cái chị giấu nữa. Giấu mà ông dự người ta đau lên muốn chết rồi còn vô tôi. Chị ơi em muốn đầm rinh chị đẹp thôi được vậy được đâu. Còn cái quê chị giấu nữa. Mới đăng khi trưa lên chưa. Lấy rinh của Hình Huyền hai có 120 nè. Hai con hai đứa con em nó ngầu nó cừ nè. Còn nói thêm cái câu đó nữa. Chị có cần phải như vậy không? Có cần phải như vậy không chị? Ghim. Coi trên địa chỉ mình có ghi đúng không?
cười nè mấy chị. Mấy chị vừa lòng mấy chị lắm. À, đợi hàng bơm mà bơm size lớn mày chắc tao đội quần luôn á, lên trời mày đợi giùm tao đi. Em có coi ba con đầm này size nhỏ nè. Em có ba con đầm này size nhỏ nha. Giờ em xả cho mấy chị con đầm này 100 ngàn. Ok vô 60. Nhớ là sale bên em không trả đổi trả, 60-65kg ba con đầm này. 60-65kg em có ba con. Đó em có ba con nè, ai chốt ba con giùm em đi. 58-65kg ba con đầm, bà nội cha 200 ngàn con đó, giờ xả 100 ngàn con, ba con, xả hàng bơm cho hết để lên hàng chính quy. Nè ngồi hôm nay đi, chị giàu rồi phủ bạc bao nhiêu chai tao không nhớ luôn Trinh. Chị lên trển hỏi đi, lấy không chị lấy xuống cho anh chai. Có cắt máy, cái bên này không? Cái gì vậy? Sau lưng một vàng hàng bơm, phía dưới đất một vàng hàng bơm. Chắc hết đi. Đừng có nói chữ. Đầm 60kg chị Thủy Hằng ơi, lấy mấy con á em? Thủy Hằng lấy mấy con giùm chị, lấy ba con đi. Lót dép chờ bơm, mày bóp chờ bơm giùm tao với dì Thảo. Tao đấy lấy cái bông lông, tao đốt mẹ cái bông lông luôn á. Hai con đầm bỏ, bỏ đỏ ra sao, nói gì trời, em mới nhận đầm rin hơi chật, chị cho được. Chị Hằng nhắn tin cho em đi, nhắn tin liền cho em đi, tí xíu em làm em đổi cho. Em có hàng trên này, bill có bill hàng trên này không, hay là em cho shipper đổi luôn. Ủa size 14 mà chị chật hả? Em có một con quần nam nè. Em có một con quần nam size 32. Một con nào cũng được nè Thủy Hằng nè. Một con nào cũng được của Thủy Hằng nè. Đây, em có một con quần nam bán sale cho mấy chị 150 ngàn nè. Bán sale luôn 150 ngàn. Nha mấy chị nha, con này size 32. Nói rồi hàng sale là em không cho đổi trả nha. Quần này phải không coi giảm 100 ngàn. Rồi ai hút hút giùm tôi ba con, trời 200 ngàn, xả còn có 1 con, xả còn có 100 ngàn ở đây. Đây nha mấy chị, còn hai con đầm nè, 60-65kg nè, còn hai mẫu. Đây mấy chị, 200 mà xả cho còn 100 là tao nói chết mẹ luôn. Quần 32 của Nhung Lâm nè. Mấy chị đợi im hết đó đi. Bao nhiêu xe tao biết. À quần hả, 150 ngàn. Hai con đầm 100 ngàn còn lại cho Chế Thu Anh nè. Chế Thu Anh nhận được bill nào chưa Chế Thu Anh ơi? Chế Thu Anh Phong Niên ơi, hai con của Thu Anh 200 nhận được bill nào chưa Chế? Quần 32, quần 32 chắc 70kg vừa, tại anh Phước mới mặc 30 à. Dạ chốt hết rồi nha mấy chị, chốt hết rồi. Nè Thùy Trang nãy lấy con nào thì chị thò tay chị lấy, chị đưa ra, còn hai con chốt cho chị sau rồi ha. Còn hai con đầm 100 ngàn còn lại. Em trước mà chị ở trên. Dạ em sau một comment nha. Yên chốt hai cái đầm trước, Yên nói bỏ ra đó Yên. Dạ hai con đó chị ấy lấy rồi. Chị Thu Anh là hai con đầm 100 ngàn còn lại. Xong rồi tới phiên mới tới phiên chị ha. À xin lỗi xin lỗi, hai con đầm là của chị ấy trước, chị Thúy Phan trước anh ơi. Hai con đầm của chị Thu Anh đưa qua chị Thúy Phan đi. Dạ ok chị. Em có một cái đôi này nè mấy chị, đôi này 500 nha. Đúng rồi, đưa qua cho Thúy Phan Diễm Phan. Con này là 500 ngàn. Dạ Thúy Phan trước chị. Thúy Hàng đừng lên số điện thoại nữa em, nhà chị đâu gọi điện chốt hàng đâu. Vô nhắn tin cho Thúy Hàng, cho địa chỉ số điện thoại Thúy Hàng. Đôi này là 39 nè. À nhận một bill dây chuyền vòng trầm thích lắm. Chị nhớ nha, không đeo á thì khi mà mình không đeo là mình kiếm chỗ nào sạch sẽ mình để nha chị. Đôi này size 38 nè. Em đưa cái đôi này 500 ngàn lên là mấy chị xỉu liền. 500 ngàn giày của Trấn Thành nha. Giày của Trấn Thành và Harry Quán. Đôi này là giày Trấn Thành Harry Quán, mà đôi này là 500 ngàn nha mấy chị nha. Đôi này 500 ngàn nha, 500 ngàn đôi này. Nha mấy chị nha, đôi này 500 ngàn. Size 38 nha. Nó rất là giỏ luôn ha, 500 ngàn. Hồi nãy giờ thấy mấy cục rồi, thấy mấy cục hàng bơm rồi. Thương em 20. Quần size 29 nè. Chồng chị nào mà mình nhỏ nhỏ, chim nhỏ nhỏ thì lấy quần 29 nha. Quần 29 250 xả luôn cho 150 nè. Chị nào mình nhỏ nhỏ, chim nhỏ nhỏ thì chốt cái quần nha. Ủa xin tùy. Xử lý cái cục này của Đoan Thùy chưa vậy? Nhắn tin cho Đoan Thùy ạ. À. Nhắn tin cho Đoan Thùy cho gì?
Đoan Thùy đi, để đem giá xử lý bill của Đoan Thùy. Quần 29 từ từ chị, để xử lý bill đó cái ạ. Để xử lý bill của Đoan Thùy, giờ chưa xử lý bill Đoan Thùy. Đợi đây, đợi tí xíu nữa em ôm luôn nguyên lô quần nam xuống em. Em chơi với mấy chị hai quần lít dinh dài nè. Thủy Hằng ơi, bên Yên là không có cho, không có gọi điện chốt hàng mà cũng không cho kiểm tra hàng ghi nhận nha. Hai cái quần legging này dưới 70kg bán mẹ luôn cho 100.000 cho khỏi dòng tới dòng lui đi. Bán mẹ luôn cho 100.000 khỏi dòng tới dòng lui, khỏi dòng xuôi dòng ngược. Mệt. Đôi này 500 nè. Đôi này là đôi rọ nữ nè mấy chị. 100.000 của Ngọc Điệp nè, dưới 70kg nè mấy chị. Đôi này là rọ nữ nè, đẹp không? Mà da thiệt nha, em nói với mấy chị da thiệt nha. 500.000 đôi này. Đôi này size bao nhiêu? Đôi này là size 38. Đôi này size 38 nha. Size 38 rọ luôn. Chị nào chốt đôi rọ, đôi sụt này, chốt giùm em đôi sụt ha mấy chị ha. Chốt giúp giùm em đôi sụt. Nói chị với bả chưa? Ghi vô Đoan Thùy đi. Vì Đoan Thùy ghi giá lên nè để xử lý bill. Nha, bây giờ dưới vào xăng một bom, không vui, không vui nha. Hình như em đợi chị Tú Anh Đòn á, em không có vui nha. Em nói với mấy chị là em không có vui. Thủy Hằng ơi, em vô inbox cho chị Yên xin địa chỉ số điện thoại nha. Nếu mà một phút nữa không có địa chỉ kèm số điện thoại là chị xả bill ha. Nha Thúy Hằng nha. Em có một con dung nè. Em có một con dung dưới 88kg, em 200 em xả cho mấy chị 100 nè. Đồ của chị gửi rồi. Hai hộp da heo của Kim Anh nè. Hai hộp da heo của cô Kim Anh. Cái dung này là nói chung là dưới 85-88kg sẽ đẹp ha. Rồi dung này xả cho mấy chị 100.000. Anh Kiệt Nguyên Hình. Anh Kiệt Nguyên Hình 100.000 nè. Bán con áo 50.000 nè. Bán cái áo này là khi người ta in là sẽ bị mờ như thế này. Hồi nãy ai hỏi gì ta? Tiểu ơi, hỏi thử hút là dầu gội gì mà đen thui thùi lùi, tóc là giá bao nhiêu vậy? Nè mấy chị coi giùm em nha. Mấy chị coi giùm em nha. Áo 50.000, cái màu đó nó như thế này luôn nè, nhung vỏ 50.000 nè. 100.000 của anh Kiệt gì đó. Thấy không? Có chị nào size 40 không? Có chị nào size 40 không? Chốt đôi xuồng này. Có chị nào size 40 không? Chốt đôi xuồng này. Ha, đôi xuồng này là size 40 nè. Chị nào size 40, 40 rưỡi chốt giùm em. Áo sau mấy chị đừng có cãi nữa, em mệt quá à. Thiệt á. Đừng cãi nữa giùm em đi mấy chị. Đừng cãi nữa. Gửi đồ cái bữa chụp hình rồi ta vô ta coi chia sẻ. Cho mày bán được không gái? Được. Mày muốn làm gì mày làm, mày lớn mà. Nha. Mày lớn mày muốn làm gì mày làm mà. Không ai làm gì mày được hết trơn á. Quần này của tao. Áo này là size 70 đến 100kg, áo phom giáo quần áo lính. Rồi bán 160 sale cho mấy chị 100.000 luôn cho hết hàng. Ai mà 70 đến 100kg chốt áo lính cho em hàng Thái nha. Hàng Thái áo lính coi vậy em xả cho mấy chị 100.000. Xả cho mấy chị 100.000 ha. Xả 100.000 cho mấy chị áo áo gì? Áo cờ Mỹ 70 đến 100kg phom giáo quần. Xả 100.000. Áo lính của Thi Bảo Ngọc nè, 100.000 của Thi Bảo Ngọc. Nè, xả cho anh con sơ mi nè. Xả cho mấy chị con sơ mi, hàng hơi bị đẹp luôn. Xả cho mấy chị con sơ mi nè, xinh chưa? Xinh lung linh chưa? Con này size dưới 70kg. Con này 200, xả cho mấy chị 140.000 con sơ mi này. 140.000 con sơ mi dưới 70kg. 140.000 con sơ mi dưới 70kg. Nè mấy chị nha. Dưới 70kg con sơ mi. Dạ áo lính khách lấy rồi chị Nguyễn Lam ơi. Sơ mi của Đào Ngọc Bích nè. Chế Đào Ngọc Bích đang chờ giày về đó. Giá trời mai giày xin ngựa tới nơi.
Giái trời. Nè cái con dưng của con bé gì dòng vú mà 130 đâu rồi. Bé gì dòng dòng chia sẻ giúp em. Con bé gì, ủa chị Thúy Hằng cho địa chỉ số điện thoại cho anh. Chị nào mà cái chị nào mà dòng vú 130 làm ơn hút cái con dưng đen nè, xả cho 100.000 nè. Bé gì á, linh chờ, linh đợi vậy. Chị nào đúng 100 kg lấy con dưng đó. Không đúng 100 kg đừng lấy con dưng. Nha. Không lấy 100 kg, không có đúng 100 kg đừng lấy con dưng. Dặn rất là kỹ luôn nha mấy chị, dặn kỹ cực kỳ luôn á ha. Dâm còn dép xuồng không chị, còn giày xuồng mà chị Tâm Trương 100.000 nè. Ở nơi nào cũng nhớ về quê hương, ở nơi nào cũng có tuổi bơm hạt. Em đi nè, bán cho con maxi sale luôn, giờ tới giờ cùng lên rồi, bán cho con maxi luôn nha. Maxi này giá nhiêu trời không nhớ, bán mẹ sale 120.000 luôn. Size này là size này size nhiêu ta, size này là 80 đến 92 93 kg. Chị Tâm Trương hốt cái con giùm, chốt hốt cái con maxi này nè. Maxi này là chị nào 75 kg cũng vừa, 75 đến 92 kg, chốt giùm em là maxi bi ha. Chốt giùm em là maxi bi Tô Thúy Ngân 520 của Tô Thúy Ngân nè. Tô Thúy Ngân 120.000 nè. Rồi, hồi tối qua bộ cổ chữ U nè. Bộ cổ chữ U chốt cho chị nào nè. Chị nào, chị Hà gì á, chị Hà gì mà tối hôm qua chốt không kịp ta? Chị Hà gì mà hồi trưa này cũng có nhắn tin cho em nè. Chị nói sao không gửi bộ đó. Hà quỷ ma hàng không có mặt. Đâu ai mới chấm đâu. Chị Hà nào mà đặt cái bộ cổ chữ U nè, chị Hà nào đặt cái bộ cổ chữ U cho con gái đây nè. Hát nữa đi em, lớp này kia sống càng đã mòn. Mấy chị đợi em tí xíu nha. Đây chị Nguyễn Hà nè, có chị ơi. Chị ơi có bộ chữ U size L. Em sẽ gửi và không tính ship. Anh ơi coi chị Hà đó. 240 của chị Nguyễn Hà bộ chữ U nè. Hà mà méo có bán. Mày nó bơm thấy ông mù nội tao. Nè. Bán cái quần 100.000 cho đỡ nhục nè. Bán cái quần 100.000 cho đỡ nhục cho những chị 60-65 kg vải không co giãn nè. Vải không co giãn nha, 60-65 kg. Bán con quần này cho nào ở sâu có rách nha. Bán con quần hàng xuất cho mấy chị 100.000. À, cái đầm rinh Kim Anh đừng chốt nha. Chốt bị chọc á, khách ra báo, hai chị báo rồi. Chốt bị chọc á, dòng vú nó, dòng nghe nó có 118 mà. Ha, chữ U quần đen vừa nhưng mà thôi khách đặt hồi Kim Tiến Huỳnh đây. Quần 100.000 của Thái Huyền nè. Em nói mấy chị nghe nè, cái đôi này á, cái đôi này á giờ bán sale cho mấy chị là 350 nè. Em bán sale đôi này 350 nha. Hàng này là mấy chị mang vô là mấy chị không có điểm chê đâu, tại vì nó là toàn là hàng có thương hiệu á mấy chị, mà em không có biết. Em đọc thương hiệu lên, em đọc tiếng Anh mấy chị xỉu á. Chờ kia chết, chờ relax the shape, the fit, memory, the form, admire. Đó là cái giày nó hiệu vậy á. Hai bay bóp nhìn tao đi. Tao đọc tiếng Anh chuẩn lắm, bay bóp nhìn tao đi. Ha, đôi này là size 37-38. Đây nha mấy chị nha, đôi này size 37-38. Đôi này thể thao nhưng mà em nói mấy chị nghe, chân êm cực kỳ. Êm lắm. Chị nào mà 37-38 chốt cái đôi này 450 sale cho mấy chị, còn 350. Mỗi lần tôi đọc tiếng Anh là không ai mua đồ luôn mấy chị. Thiệt, mỗi lần em được các em đọc tiếng Anh không ai mua đồ mấy chị. Không hiểu gì sao nữa. Chưa hết hàng bom đâu nha. Cứ bình tĩnh mà mua đi. Cứ chưa hết hàng bom đâu, cứ bình tĩnh mà mua đi ha. Nghe giống như thù tiếng Anh không? Em nói bạn mấy chị. Mỗi tội nó biết em chứ em không biết nó thôi.
Bộ này size L nè, thả ra bán luôn. Giày xanh của Yumi Trần. Bà Yumi bà đi cái đôi này về mà bà không ghiền hả? 350.000 của Yumi Trần đó, mua xong chuẩn bị mẹ chửi tôi nè. Chuẩn bị mẹ chửi tôi, mỗi lần vô gặp tôi tốn tiền và mẹ chửi tôi nè. Cái bộ này là tôi sale cho mấy chị, là mấy chị hơi bị trúng mánh nha. Cái bộ này là tôi sale cho mấy chị size L, là mấy chị hơi bị trúng mánh luôn. Size này là dưới 70-72kg nè, vải này coi dẻn dữ lắm ha. Giày xanh 39 em mới vừa ai mị này, chốt hàng cũng yêu nguyệt ghê. Yumi Trần tao đưa lên 37-38, bỏ lại đi Bi, tao đưa lên tao kêu 37-38, bây giờ mày chốt 39 rồi tao lôi đầu đâu ra tao bán cho mày vậy con quỷ Yumi Trần nè. Bộ sọc phải co giãn nè, 240 xả cho 160 nè, size dưới 72kg. Bộ sọc bỏ bịch chưa ai mua hết, cứ bỏ bịch đi. Nhiêu 160. Bộ này đã đem lên trên đó. Bé lùng nó hỏng hên xui à cô. Đưa lên sale đôi giày 37-38, bà kêu chốt đôi giày xanh, nhưng mà 39 tôi mới vừa. Má nhiều lúc tôi gặp khách toàn on nguyệt không mà tròn thiệt. Nhiều lúc buôn bán khổ cực, gặp mấy quỷ khách như quỷ Dung Mi muốn nhắc vú ghê trời. Thiệt á. Có đầm không chị? Có em. Ngồi im đi, tí xíu nữa tôi xả cho đầm Dung Tâm. Con ơi con, mấy chị ngừng xả chút cho em lên hàng chính quy cho nó có khí thế chút được không mấy chị? Nè đưa bộ đồ lên, đưa bộ đồ lên dành lộn nè. 100.000, 100.000 còn bộ. Chị còn ra niệm đi sao, còn mày muốn lấy mấy chục bộ nói đi. Nè. Hả? 60-65-78kg. Làm ơn chốt bộ xanh giùm tôi cái đi, xả cho 100.000 nè. Bộ của Thúy Phan nè, 100.000. Ngồi im đi tí xíu tôi xả cái đầm 208, tôi xả cho 140. Thúy Phan Diễm Phan nãy giờ có mà. Cô bà chửi rồi là xui nha. Thúy Phan Diễm Phan có dấu, Thúy Phan kia không có dấu. Vô bán thì nhà nhiều chuyện quá. Dạ legging. Mấy má này có thù với legging nè. Legging này là tới ngay đầu gối nè. Nè legging này bà nào 100kg cũng vừa nè nha. Sâu nha em. Sâu. Legging này chị nào tới 100kg cũng vừa nè. Hai con 130. Mẹ này không sale. Mẹ này ít khi nào gặp cái cây vải vậy lắm. Không sale 130. Hai con đó size từ 65-70kg tới 100kg. Trời ơi cái bộ này hồi bữa bà nào nói trời ơi chị ơi em thích lắm nè. Quên rồi, Thi Mi hay cái gì quên mẹ nó rồi. Lát dinh của Thúy Kiều 130 nè, vải này ít khi nào gặp lắm. 132 hai cái của chị Thúy Kiều. Nè nè bộ này dưới 70kg nè. Trời ơi là trời, bộ này dưới 70kg. Thấy chưa, thấy chưa, thấy cái mẫu chưa. Cái bộ này là em nói đưa lên là tao nó muốn xỉu luôn nè. Đây dưới 70kg đẹp bông vải co giãn nha. Hơi bị cưng nha. Rồi bộ này là 200. Lùng ơi à, cô con đồ nhà con đó. Cô Lùng ơi, cô còn đồ nhà con đó à, cô con đồ nhà con đó. Biết rồi. Bộ này dưới 70-72kg nè. 250-260 gì quên mẹ ơi. Xả cho mấy chị bộ 170 nè. Một bộ duy nhất 170.000. Một bộ duy nhất 170.000. Ai chờ hàng bông. Có chị nào mà size 39.5 không? Có chị nào size 39.5 không? Bán cho đôi 450.000. Bộ đen của chị Kim Cương nè. Bữa nay Diễm My chốt 2 lần rồi nha. 170.000 nè. Đôi này chị nào mà size chân là 39, 39.5, 40, 39.5 đi là chốt cái đôi này nha. Đủ mà đôi này mang giày lên chết luôn á. Em nói thiệt, đôi này mấy chị mang giày lên là xuất sắc luôn nha. Không có dễ gì kiếm đôi giày bay 450 như thế này đâu nha mấy chị nha. Em nói thiệt, không dễ gì mấy chị kiếm một đôi giày như thế này đâu ha. Ai mà chân khoảng cỡ 39.5 á, đầu má nó, mấy chị ơi xuất sắc luôn mấy chị. Em nói thiệt, chân chị nào mà 39-39.5 nha, hốt đôi này cho em. Tầng sông Hồng em có biết quê hương anh
lôi giếp em xả cho mấy chị 90.000 thôi. Hôm nay em lên kho giếp em xả cho mấy chị 90.000 thôi, đợi em đi. Rồi em lên hàng bơm hết rồi nghe mấy chị. Em lên nửa tiếng rồi chắc chưa hết đâu. Theo dự đoán của em là vậy á. Cái đầm này 250 xả cho 150 này dưới 70 kg. Đầm sơ mi hoa. Nói đi nói lại chưa chốt. Vậy đã có đôi nào em vừa. Chân Quỳnh Giao size nhiêu ta? 38, 39 à? Nếu là 39 thì được chị Hà. Đây nè mấy chị đầm sơ mi. Con này là hàng xuất nha. Con này mấy chị lên là coi như sang chảnh tuyệt vời nha. Bán cái con đầm hàng xuất này cho mấy chị 150.000. 150 còn hàng bơm nữa không con? Đẩy qua. Trời má, còn cái cục cục đó trời. Má đi đúng đường luôn á. Ta hơn chương trị một tay. Má chiều vô không vớt đôi đế xuồng dao. Hồi chiều sao không vô vớt cái đôi đế xuồng này nè. Nè. Chiều không vô vớt cái đôi đế xuồng này nè. Trời ơi. Chân bự cỡ nào cũng ôm hết nha. Đù má con nào mới nói chứ bơm gì không có sai em vậy. Trời ơi là trời, thắp nhang giái đi Linh Hồi. Mày giống bỉ quá. Trời ơi là trời. Pyjama nè. Pyjama nè. Pyjama size 80 tới 90 kg nè. Nè. Bé nào 80 đến 90 kg, 90 kg nè. Pyjama 90 kg dài nè. Bán cho 100.000. Vải đẹp lắm nha. Chốt pyjama giùm em ma phát đi mấy má. Chốt giùm em phát pyjama giùm em cái nha. Chốt phát giùm pyjama cái của Thi Bảo Ngọc nè. Có đế xuồng 39 không? Cái đó là 39.5 á chị. 39.5-40 á. Để em về em nghiên cứu thử. Nè áo bra nè mấy chị. Áo bra 50.000 cái. Làm ơn hút dựng cái đừng bơm hàng nha. 100.000. Nè áo bra nè mấy chị. Nè. Áo bra này nó không có mút nha. Áo bra này không có mút nha. Hỏi bán cho mấy chị năm. Dùng thay áo tắm cũng được nha mấy chị nha. Dùng thay áo tắm cũng được 50.000 con bra nè mấy chị. Có hai con. Ha, có hai con hàng xuất. Nha mấy chị nha, có hai con hàng xuất. Kêu bà lên hàng mới để có size chốt. Đợi im, ngồi im, đó đi. Tao la tên lên chồng vô bún trứng giá gì vậy. Bộ pyjama đưa lên 90. Bà anh Kiều Nguyễn Hạnh chốt. Chốt pyjama 76 kg. Rồi con kiếm đâu ra cũng bán cho mẹ. Hai cái của chị Tú Quỳnh nè. Ở nơi nào cũng nhớ về. Hồi chiều ai hỏi kính nam ta. Hồi chiều ai hỏi kính em bé kính nam nè. 150.000 một con. Hai cái 100.000. Hồi chiều ai hỏi kính nam. 150.000 kính nam em bé. Kính nam em bé 150.000 nha. Bom gì mà má thì bom từ Bảo Đại tới rụng rúng. Hôm nay nó xỉn nó ngủ rồi. Nè chút xíu nè. Dây đừng đã được. Dây 108. Ồ đây có trợ lý nè. Tiệm tiệm hỏi giùm tao cái chai dầu gội đen tóc gì đó. Dầu gội nhuộm tóc giá bao nhiêu giờ khách hỏi. 100.000 cho em lên mấy chị ơi. 100.000 cho em lên cái. Con này là con dâm nè. Má bà nội cha đó, con này con dâm. Size 12. Rồi size 12 con dâm nè. Trời ơi. Dâm con đâu có bán đâu mấy chị. Không hề có bán. Ha. 200. Đây là 250.000. Con này dưới 70 kg. Con dung này dưới 70 kg 250.000. Xả cho mấy chị 108. Một con duy nhất dưới 70 kg cho tôi. Dưới 70 kg nha mấy chị nha. Dưới 70 kg. Nè bộ này nhiêu ịt nè. Cái bộ này lưu lạc ở đâu mà lâu dữ rồi trời. Dung của ai à? Chị Tim Lê. Dung của chị Ngọc Hân. Dung của Ngọc Hân nè. Nhiêu? 200. Nè gọi phủ bạc của ai nè 200. Hồi nãy chị nào hỏi dầu gọi phủ bạc của ai nè 200. 200 dầu gọi phủ bạc nha. Hàng của nhà em là hàng nhập khẩu hết. Không có hàng mà cấm khẩu nha mấy chị nha. Hàng nhà em là hàng nhập khẩu hết. Nội địa Thái nè, hàng Anh, hàng Pháp, hàng Nhật. Hàng nhà em là. Chị ơi em mang giày Hồng Kông 40. Mà giày chị đang mang số máy thì cũng 40. Bà Lê Diễm Chi. Dạ Hồng Kông nó cũng như bên hông chợ lớn vậy á chị nha. Cái hàng Hồng Kông thì nó cũng giống như cái hàng bên hông
Cái này là dầu gội phủ bạc, tóc chị nè mà bạc nhiều á, đầu trên đầu dưới bạc nhiều gội một lần đi ha, nó sẽ phủ cái lớp đó lên, nó sẽ đen nhánh nha mấy chị nha. Rồi từ từ nó phai ra thì mình lại gội tiếp ha. Chứ còn bình thường hàng ngày thì mấy chị gội Omo, Doctorit, mấy chị gội gì cũng được. Cái này thì 200 nè, nãy chị nào hỏi em quên mất mẹ rồi. Nãy chị nào hỏi em ơi quên mất mẹ rồi. Em có một cái bộ này là size 90 đến size 100kg nè. Nè size 90 đến 100kg, con bé gì kia đâu rồi ta, Linh chờ đó rồi ta. Nè 90 đến 100kg nè. Nè xả bộ này cho mấy chị 150 ngàn nè. 240 xả 150. Nè tí xíu em xả cho mấy chị mã đồng này. Tôi mà tôi xả là mấy bài nội cha mới may chưa đến 10 ngày nha. Nói cho biết nó mình mà nó bị mất phong lông. Đầm sơ mi, đầm sơ mi ha mấy chị ha. Đầm này size 85kg, bộ 150 của Tú Huỳnh nè. Đầm này size 85kg. Chế nào chốt đầm này thì chốt đầm sơ mi đen nha. Đầm này size 80 đến 90kg, size hơi nhỉnh hơn tí xíu nha mấy chị nha. Đây đầm sơ mi nè. Tiếp hơn đầm sơ mi này đẹp lắm. Size này dưới 90kg nha mấy chị nha. Size đầm sơ mi này dưới 90kg. Và nó có một cái cọng dây cột bụng nè. Rồi xả đầm này cho mấy chị 150 ngàn đồng. Đầm này là 280 nè. Đầm này 280 xả cho mấy chị 150 ngàn. Size này là size nếu đẹp là 85kg. Nếu đẹp nha mấy chị nha. Có từ nếu đẹp trong đó. Ha, chưa hot đâu, chưa hot đâu. Cái sức công phá của em nó lớn lắm mấy chị ơi. Đây, một bộ rêu. Bộ này size dưới 70-72kg nè. Bộ này là bộ chính tấc nha mấy chị nha. Bộ này là bộ chính tấc ha. Bộ này là dưới 70-72kg. Bộ này dưới 70-72kg nha mấy chị nha. Dưới 70-72kg. Chị nào chốt bộ này thì chốt lên giùm cho em. Đầm sơ mi của chị Hồng Hạnh Phạm 150 nè. Bộ rêu rớt tay thắt bím ha mấy chị ha. Bộ này là size dưới 70-72kg. Chị nào chốt bộ này thì chốt giùm em cái đầm đó. Để tí xíu em đưa nguyên bao tải xuống em sale cho chị cách em chọn. Cách em chọn. Bộ rêu này là không có sale nha. Bộ mồng môn làng. Bộ môn làng này em không có sale nha mấy chị. Tại bộ môn làng em còn một bao trên lầu, với lại em cũng mới may ha. Bộ này người ta gọi là bộ môn làng. Còn mấy cục hàng bơm nữa đưa lên lẹ đi. Từ từ Bi ơi, Bi đừng quăng ở chị bị áp lực đó đi. Con em trăng rằm. Ủa cái bộ tập file L không ai lấy hả Bi? Trời ơi, tôi nói với mấy chị là Mấy chị ơi mỗi cuộc đời của mấy chị là môn làng nha quý vị, đúng rồi. Không quá chưa được bộ nào, ngồi im chơi đi hoa bị ngẹn. Nè chút xíu nữa mua áo khoác ngày hôm nay về nha. Mua áo khoác để đi mua tù mà. Tôi nói nha. Để giờ mày mặc coi. Đây này mấy chị, coi giùm em nha. Em nói với mấy chị là mỗi cuộc đời mình, mỗi người phải có một cái đôi giày 350 này. Nha mấy chị nha. Mỗi cuộc đời của mỗi người là phải có một cái đôi giày này. Ha mấy chị ha. Ừ. Đôi này là size 42 nè. Trời ơi, chị nào 41, 42 làm ơn lấy đôi giày này nha mấy chị nha. Chị nào 41, 42 làm ơn lấy đôi giày này nè. Mỗi cuộc đời, một cuộc đời mình là phải nên có một đôi giày này nè. Em nói mấy chị giày này hơi bị đỉnh luôn. Giày này nó mềm chân lắm. Mấy chị mang với lại, mấy chị mang với quần jean á, mặc quần jean mang là ú chà chà chà, nhổ mãi là không được nha. Đây mẹ Việt Nam mắt người sáng quắc, nghe nói tiếng quần hoa. Em vừa không chị coi size của chị mới 40 mà rộng. Xếp cái bộ này lên lầu cắt cho chị ghi sờ bộ ba gì chứ. Bộ ren á, bộ ren 280 á Bi. Hiểu không? Em có một con quần ha. Có giày 39 chốt nha, chưa có. Mới khen với nhỏ bạn shop riêng hay lắm, không thấy hàng bơm. Bài nào khen hát nhơ vậy? Lần sau đừng khen gì nữa nha bà nội. Thuận ơi chị Thuận, lần sau đừng khen gì nữa nha chị. Chứ em chưa đủ chết.
hai đứa nhỏ này nó cười ỉa luôn kìa. Vậy lúc mặc váy đi tóp cái bụng vô Lâm, lúc mặc váy đi tóp cái bụng vô đây mấy chị, quần lấy jean nè. Bán Phan Thị Thùy Mai 70 ngàn. Nghe quê hương máu chảy ruột mềm. Áo tắm nha, 60-80 kg, không có sale ha. Áo tắm này không có sale. Cười địch bẩm bẩm luôn. Ừ, thiệt đó chứ. Chắc tao chết luôn á hà. Chịu không nổi luôn á. Má cười địch bẩm bẩm giống con tao ghê á Hằng ơi. Biết mày nhiêu tuổi nữa. Ủa chị Hằng lớn mày hả? Ủa chị Hằng lớn hả? Xin lỗi chị nha. Mất dạy ghê á. Hình như là để con gái hả? Trời má chị cười địch bẩm bẩm mà không thấy bà comment không? Cười địch bẩm bẩm luôn kìa trời. Em không biết tên này em để ra nữa. Để ra cái thằng đó. Nè mấy chị, em có bộ này nè. Thật sự là bộ này em chưa có sale, mà trong hàng bom thì thôi em sale luôn ha. Bộ này tây phòng đẹp lắm, dưới 70 kg nè. Bộ này 220-240 em quên rồi. Thì bộ này em sale cho mấy chị. Cái quần đẹp lắm nha, cái quần đó đẹp, em mới giấu con sau lưng nè. Thì bộ này em sale cho mấy chị với giá 170. Bộ này dưới 70 kg nha. Chị tặng em cái áo đang mặc mày khùng muốn tao có nguyên bộ đồ. Mày kêu tặng áo còn quần ai mặc quỷ. Đây nè. Đây nè nha mấy chị nha. Thúy Hằng bộ dưới 70 kg của Thúy Hằng nè, 170. Hết hàng bơm rồi con. Rồi Bi ơi, Bi dọn cái hàng bơm đi Bi. Bi dọn cái lát cho chị vô đồ mới. Cái bây giờ cuộc đời chị nó tư sáng đi Bi. Chứ chị thấy chị tư không nổi luôn á. Dạ cấp lấy bộ đó rồi. Ủa nè chị Phan Thị Thùy Mai còn cái nữa. Chị lấy cái nữa cho hai cái. Em tính chị 120 anh ơi. Bỏ cái quần nữa cho Phan Thị Thùy Mai sửa lại thành 120 em. Nè có con áo này từ 70-88 kg 100 ngàn. Sao mấy chị không lấy gì mấy chị? Rồi em mặc lên đẹp rồi cái mấy chị đó u sao con này để đồ đẹp mặc. Nè áo 100 ngàn. Nghĩ sao mà áo này mấy hồi chị không chốt với chị chốt cái gì vậy? Ôi mấy chị đằng sau đừng có phiên dùm nha. Có phiên dùm bé không có hàng bơm. Đủ má mai nó bơm cấp 8 luôn á mấy chị. Nó thấy em đẹp thì nó ganh tị nè. Làm ơn nha mấy chị. Ủa bị dọn hay bị? Đẹp là chuyện bình thường à. Sao bị chị khủng vậy? Trời ơi Bi, Bi có thể lấy cái bì nhà bự hơn được không Bi? Ha? Lên lại bộ veo lần nữa nè. Áo 100 ngàn của chị Linh, áo này đẹp lắm chị Linh. Áo 100 ngàn của chị Linh Nguyễn 18. Anh Tư ơi, đang vô hai bao đồ anh Tư. Rồi em đi, tí xíu tôi hứng lên tôi xả gì là mấy chị trúng mánh à. Bộ chị đang mặc, bọn chị may lại. Quần thì đúng rồi, nó là bộ quần dài ống rộng nè. Nói nghe nè, giờ hết tiền đóng tiền nhà, chuẩn bị tới tiền nhà rồi. Đôi này là mang đi coi xe một lần, bán 50 ngàn nè. Ai chân 40 thì mua nè, mang lần nè, 40 ngàn đôi này nha, mang cho coi nè. Chân chị nào size 40 hốt, mang cho 39 hơi rộng. Không, chân này chị nào 39 thôi nha, 40 đừng có lấy nha. Ủa mà sao tự nhiên em phải bán, thôi em không bán đâu nha mấy chị. Thôi em không bán đâu, kỳ lắm. Nó đẹp á, tự nhiên mang lên vẫn còn thấy đẹp. 50 ngàn của Mai Nguyễn là thôi bán nó đi, không nó chửi nữa. Nè con 50 ngàn của Mai Nguyễn nè. Để em coi tụi nhà em hết tiền còn cái gì em bán không nha mấy chị. Nè tặng cho nghe Nang Nguyễn cái cài áo nè con. Tặng cho Thủy Nang Nguyễn cái cài áo có rút xuống không mấy em biết. Ừ thấy lụm vô. Có size 42, có đuôi thể thao size 42 hồi nãy á chị Hằng. Để em coi thử nhà ở đây có chị nào làm công chức không. Ở đây có chị nào làm công chức không nói đi. Bộ này nè mấy chị ơi, bộ này là sale nè ha. Còn đúng hai size. Nè hôm nay lên đồ đẹp lắm nha. Hôm nay lên đồ đẹp lắm nha. Bộ này sale nè. Hồi nãy đầu like sale nhiêu ta? Sale còn 170 hả mấy chị? 240-250 sale còn 170 nè. Đây ha. Đây. Sale còn 170 bộ chân váy quần áo beo nha. Nè chị nào chốt bộ 170 chân váy quần áo beo thì chốt cho em ha. Bộ này áo beo vải đẹp lắm. Em công chức nè, dạ ý là tình tặng mới
À, có lái không đông, có lái không đông mà không chơi nha. Mấy chị công chức đúng không? Tặng người bao gạo gì ăn nè mấy chị. Nè em còn nhà em còn dưới đây tặng người bao gạo gì ăn nè. Chị đâu còn gì nữa đâu tặng. Em đang bán gì vậy ta? Rồi đưa hàng mới ra đi. Bộ beo của chị Vân Vân Nguyễn nè. 170 ngàn. Thôi bớt trọng thương đi, bi lấy ra đây. Nè nè nói nghe nè. Hay lên áo khót nói nghe nè. Bộ beo của chị Thúy Phan. Bây giờ còn tay hay là chị Thúy Phan thôi, với lại tay L Thúy Phan 170 nè. Nói nghe nè. Em lấy tiền đô rồi, trời ơi. Chị sao chị ít khôn ghê. Bộ beo bây giờ còn size dưới 72kg, 62 đến 72kg và còn size 82 đến 9, à còn size 80 đến 90kg. Em nói nghe nè, em lên áo khoác này đừng có dành lộn nha. Em nói thiệt, em lên áo khoác là mấy chị phải bình tĩnh nha, nói thiệt lòng á. Áo khoác 280, lên con áo khoác phải hết sức bình tĩnh. Lên áo khót nha. Nói cho nghe, đừng có xỉu nha. Lấy size L đi. Bộ beo của Thúy Phan Phú Yên là size L của Thúy Phan Phú Yên. Thúy Phan Phú Yên. Hồi nãy là mới vừa rồi thật thì là Thúy Phan có dấu Thúy Phan Diễm Phan. Bộ mới vừa rồi 170 là của Thúy Phan Diễm Phan. Phải hay đâu anh Tư. Rồi Thúy Phan, cái này là Thúy Phan Phú Yên nè. Cái này là Thúy Phan Phú Yên nè. Hai Thúy Phan sao một Thúy Phan. Ủa lộn. Trẻ của Thúy Phan có dấu hay. Đây cái này là Thúy Phan Phú Yên tay L nè. Trẻ của hay Thúy Phan ghi lại. Bé heo là bộ này hơi rộng nha bé heo. Thu Liễu Lê Thị nè. Đưa cái bộ đó cho bé heo đi, bộ mới lập đó. Bé heo bộ 80kg, cái này là của Thu Liễu Lê Thị nè. Thu Liễu Lê Thị 170 nè. Bộ beo của Văn Nguyễn có chưa vậy? Bộ beo của gì vậy? Văn Nguyễn hình hình tím nè. Kiểm tra lại thử phải bộ này size L không lừa luôn. Văn Nguyễn hình hình tím có thử size L. Mọi người ổn không? Bên em giật hoài. Chán ghê á em, mà lúc nào wifi nhà em cũng mất thì mất tiền hết trơn á. Gì? Size L, đúng rồi Văn Nguyễn size L đó. Còn một bộ size lớn nha. Nè lên áo khoác cho mấy chị coi nè. Lên áo khoác cho mấy chị coi rồi mấy chị xỉu một cái gọt ra. 280 nó có giá trị của 280 đó. Chờ chút nữa em cho mấy chị coi hình. Đây nè. Nè mấy chị coi áo khoác đi ha. Mấy chị coi áo khoác đi rồi mấy chị ghiền nha. Nè. Ở ngoài là giống như là có nút phải không? Ở trong là dây kéo nè. Cho coi mẫu áo khoác nó có hai màu rồi. Nè mấy chị thấy màu gì đây không? Màu tím đẹp không? Trời ơi, mấy áo khoác là phải như vậy nó mới chốc như nước cốt nha mấy chị. Ha. Nè cho coi cái mẫu áo khoác là muốn xỉu luôn. Mấy chị chỉ cần coi mẫu áo khoác là muốn xỉu một cái đùng ngã một cái ngửa liền. Có tổng cộng 4 size nha. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Nha mấy chị nha, áo khoác 280 kèm số ký. Má con này mà mặc với quần rinh mà tao nói lên mô tô ngồi dẫn cái đít lên. Chết. Thôi rồi ta đã xa nhau. Ghê từ đây báo đỏ. Từ từ em cho mấy chị coi áo khoác nè. Mấy chị mới hình dung em yêu. Em đã xót xa. Áo khoác đâu rồi là áo khoác đâu rồi. Đợi em. Đợi em xong cái áo khoác này với lại cái đầm, cái đồ ngày hôm nay lên đó, em xả đồ cho mấy chị ở trên lầu nha. Em xả đồ cho mấy chị. Đây, coi giùm em đây. Coi giùm em đây nha mấy chị nha. Coi đi ha. Nè mấy chị coi mà áo khoác nè. Thấy chưa? Thấy chết chưa? Áo khoác này Linh chờ vừa cứ mua đây chị yên cam đoan mà. Không vừa chị đổi có sao đâu em sợ. Nè mấy chị coi nè. Nè màu nè. Đó thấy giống hình không? Thấy giống hình chưa? Thấy chưa? Nè. Chết chưa? Chết chứ sống gì nổi. Bị chói quá hả mấy chị? Nè sống gì nổi. Trời đất ơi. Chết luôn á mấy chị. Dúng cả.
100% luôn nha. Em nói mấy chị là đúng 100% luôn ha. Một cái là màu, chốt màu giùm em nha mấy chị nha. Chốt màu giùm em. Một cái là màu nâu nè. Một cái là nâu nè ha mấy chị ha. Một cái là nâu. Và một cái là màu này. Mấy chị chốt size kèm ký, kèm màu giùm em nha mấy chị nha. Kèm size, kèm ký và kèm màu giùm cho em nha mấy chị nha. Bé Heo ơi, bên nhà em á là không có chốt, không có gọi điện chốt hàng mà không có cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Nha, ok nha. Bộ khóc nâu 100kg của chị Tú Huỳnh, khóc nâu 100kg của Thúy Kiều. Đừng lấy nâu mấy chị, lấy màu này nè. Em nói thiệt coi mấy màu nè, mấy chị thấy màu đẹp không? Còn gì là phải là khóc nâu mấy chị. Hồi nãy con ít đi lờ đâu. Đúng rồi, hai chị đều 100kg á. Tình Dũng em yêu, cho em bao xót xa, nơi đây em 280 chị Thủy Hoàng. Nơi đây em yêu, Lành Dũng em yêu, Lành Dũng em yêu. Có dầu gội em bé em 85.000 chai. Nó là 201 với dầu gội kèm sữa tắm ha. Dưới 80kg màu nâu của Yến Linh Liêu nè. Mấy chị ơi, em nói thiệt với mấy chị á, kiếm cái con áo khoác nào mà nó chất như nước cốc như thế này mấy chị. Kiếm cái con áo khoác nào mà nó chất như nước cốc như thế này không hề có nha. Nói cho mấy chị biết ha, đây nè. Nè mấy chị, mặc rin vô đi. Xin lỗi mấy chị nha, ở nhà làm gì ra tiền mà xem live chị tốn tiền. Ở nhà không làm gì. Vậy mình đi làm đi. Nè mấy chị. Xả ra đi. Trời ơi, áo khoác nâu nè ha. Áo khoác nâu 80kg. Vậy nè, giải quyết bill của cô Nguyễn Hoa đi. Chị Hoa ơi, bên em là không cho kiểm tra hàng. Em 85kg, em mặc size XL nè. Em mặc size 80kg nè. Chị Hoa ơi, bên em là không có cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Rồi còn bill với heo xả đi. Chuẩn bị tôi lên cái bộ đồ này là gu của tôi với là gu của bà Na Nguyễn nè. Nè, chuẩn bị lên cái bộ đồ này là gu của tôi với bà Na Nguyễn nè. Đây là con khóc nâu đúng không? Cha chị con có con khóc tím màu XL đây. Chị còn bán không con? Ở trên lầu á, con nhỏ em chị đang like á. Tuyển ơi, Tuyển ơi. Cho tao chai sữa tắm em bé 201 coi. 85.000 bán 90 nha. Nhà bán cái gì tao 55 đâu. Đây nè, em thử với con mã cóc tím cho mấy chị nha. Thử con mã cóc tím cho mấy chị. Nè, đừng có tuột view để cho em lên đồ sale cho. Tuột view cái em bị mất phương hướng á mấy chị. Tuột view cái em bị mất phương hướng, em không có lên đồ sale được nha. Đừng có tuột view. Hình Dũng em yêu. Chai hương táo hả chị? Đừng cho địa chỉ số điện thoại trên này nha. Chai sữa tắm em bé ương táo. Nó bán 85, cho chị thêm 5.090 nha. Xin thiệt. Có sữa tắm em bé 201 hương táo không? Đem xuống chai cho khách. Má bán nè mấy chị coi màu tím nè, làm ơn coi cái màu tím giùm em cái nha. Tí xíu em về em chụp hình cho mấy chị coi ha. Tí xíu về chụp hình mẫu này cho mấy chị coi, hơi bị đỉnh luôn ha. Hương táo là chai màu xanh cao, không biết nữa. Áo khoác lấy màu gì chị Vương Hằng ơi? Em mua tối đi làm mail cho em nha. Là cái gì? Gì đi làm mail rồi, ai biết gì mail gì. Nè, tí xíu em về em chụp hình con này nè. Chị Vương Hằng lấy màu gì báo em. Gì ạ?
Mẹ tao nói thiệt với tao mệt. Đồ của em đổi nhắn tin gì để mai chị Facebook tin Võ Thị Thu Hằng chỉ qua mua đồ bên chị sẵn gửi qua cho em. Bill hôm nay mai đưa cho bả giùm luôn. Tiếng sai hay của chị Vương Hằng nè. Tối làm Bill. Má là Bill thì nói tiếng Việt làm Bill làm meo đồ. Trời tao mệt thiệt. Nói chuyện với con Na này tao muốn nổ não luôn. Rồi còn mẫu gì về nữa Bi? Nè nói nghe nè. Đây là màu của gu của tôi nè. Màu loan nè. Tấm của xã 3 tấm 1. Nhiêu à? Hai hả? Hả? Hai. Ủa chứ không phải là cái chai kia hả? Chai lớn. Cái chai này là tắm gội xả. Chai này là tắm gội xả 3 trong 1. Chai này là hương táo. Chai này là 200 ngàn. Áo khoác là 208. Nè Trang ơi, Trang mua cái chai này cho em nó dùng luôn hả Trang? Thái nội địa. À cái này đâu phải hàng Thái, cái này hàng Mỹ. Để tao đọc cho nghe. Chile able ở đây keep the this away. Do a little good and get the clear after the play. À, mấy chị coi nhang tài lộc nè mấy chị. Mấy chị coi nhang tài lộc nè. Đốt một tiếng rồi coi nó quéo nè mấy chị. Nè nhang tài lộc nè, ba bó 120 ngàn nè, mày đứng đó đi. Đây nè mấy chị. Nè ba bó 120 ngàn nhang tài lộc. Hồi nãy em có thơ, hồi nãy em có lấy ba bó về nè, mấy chị nó cuốn nè. Hả? Nó thơm mấy chen mùi nhang vậy anh? Ừ, mùi nhang. Ồ, giật hồi đi ngủ, đâu má đi ngủ cái nó sáng nó cay. Cay là vô, vô mặt luôn á. 200 ngàn nè Trang ơi, bỏ 200 ngàn mua cho con đi, chai này là hương táo nè. Còn cái chai kia 85-90 ngàn thì cái chai nó nhỏ hơn, nói chung là tiền nào của đó đó. Em có xài rồi em mới hỏi chị có hương dâu dưa hấu lấy chai lớn như vậy nha. Em lấy chai này đi Trang ha, 200 biết bán giùm con em chị á. Tại vì thật sự là nó đi hàng Nhật, nó đi hàng bánh kẹo Nhật cho siêu thị mình á. Đó, giờ nó làm thêm. Thì nó đang làm nhà chị nè, bà đọc tiếng Anh, bà đọc tiếng Lào đó nè. Nguyễn Ngọc Thị Trang chốt chai này 200, Tiễn ơi. Chai này 200, ghi cho tao đi. Chai này nội tiền ship không, tao trả lời bản hợp rồi. Rồi lên bộ này nè, em nói với nó là em ơi, em nè coi nè nha, mấy chị coi bộ đồ nè. Chết không? Mấy chị chết chưa? Mấy chị chết chưa? Vi Nguyễn Ngọc Thùy Trang đi. Nãy nói sale đầm nào đó lên đi chị, chờ nãy giờ. Sale đầm nhung á, đợi tí xíu xong đồ mới cho chị nè. Coi bộ đồ nè, đẹp chưa? Chết mày chưa con ơi. Bộ này có chị Song Anh ở đây không vậy? Chết mày chưa con ơi. Trời ơi chết, sống gì nổi. Đây mấy chị, sống không có nổi với bộ này đâu nha. Bộ này là sống không có nổi. Ủa nó đưa cái chai đó chưa vậy? Dạ. Ừ, đây nè. Nó con kêu còn hương táo à. Đây, mày lấy hương táo mấy chị, mới từ lầu 3 xuống ở Trang. Đẹp không mấy chị? Bộ này bán nhiêu mấy chị? Bộ này bán nhiêu? Ruby bộ này bán nhiêu nha? Bộ này 250 nha mấy chị nha. Đấy rồi em, chắc cái chai đã dùng phải mấy tháng đó Trang. Bộ này là 250 và có tổng cộng 4 size. Dưới 70kg, dưới 80kg. Ủa sao rầu vậy? Dưới 90kg và dưới 100kg. Ôi mày bóp kẹo tao đi để tao tập trung nè, bán đủ món. Vì mình bán mình làm có tiền mình làm nha. Bộ loan của Minh Thư size L. Bộ này đẹp ghê Minh Thư ơi. Trời ơi má, bộ này đúng đẹp luôn mấy chị. Bộ này em không biết nó may cho mẫu nào á. Mà nói chung là nó phối vải đẹp, chứ nó phối vải không đẹp là nãy giờ nó chết bà với em rồi. Máu nó lên tới não luôn nha mấy chị. Thiệt, máu lên tới não luôn á chứ đừng giỡn ha. Nè bộ này size L nè. Size L của chị Minh Thư. Rồi xong chưa mấy chị, đi lên lầu với em nè, em sale đồ nè. Đúng rồi. Bộ loan 80kg của Trần Hiếu nè. Bộ loan 80kg của Trần Hiếu. Tấy lên lờ. Hôm nay em xả cho mấy chị mẫu đầm cam nha. Bộ loan 70kg của Đào Thị Bích Tiên. Chị Tiên ơi, Đào Thị Bích Tiên có phiêu nhà em chưa ta? Xả vội xong là muốn ăn luôn đó. Nó thơm lắm luôn hả? Đâu có biết đâu. Đào Thị Bích Tiên. Đào Thị Bích Tiên có phiêu nhà mình không anh? Có hả? Chị Tiên ơi, chắc tối nay em phải gửi cái bill chị quá.
Xong rồi cái chừng nào giày về á chị Tiên, em gửi cho chị, em không tính ship sau nha chị Tiên, được không chị Tiên? Nha, cho em có tiền lấy hàng cái. Ủa chứ xe máy để đâu? Trời đất ơi. Bộ lon của Trần Hiếu có chưa vậy? Bộ lon của Trần Hiếu nè, rồi bộ lon của Đào Thị Bích Tiên size L. Rồi tiếp tục bộ lon của Thùy Dương Dương size L. Bộ lon của Thùy Dương Dương size L. Của bộ dài mới đăng hình có chưa? Bộ dài đăng hình có rồi. Thùy Dương Dương size L. Bộ lon của Thảo Nguyên Côn Đảo XL. Dạ. À, chị bao nhiêu tuổi đẹp vậy? Chị 48 em. À, bởi vậy bà không nuôi trẻ sao biết? Má nói câu muốn nghỉ like vậy trời. Má nó biết tao đẻ không được, nó nói câu tao muốn nghỉ like luôn á. Mày đợi đi, bữa nào tao có tiền mày thấy cảnh với tao. Tao đi nhận nuôi con giống như thầy ông nội vậy đó, mày đợi tao đi. Nha. Bây bây cái bộ caro về bây size L kìa, lấy chưa? Em ngưỡng mộ thầy ông nội lắm anh. Rồi bộ caro nè. Bộ caro này là 260 nha mấy chị. Nhưng mà cái mẫu thì áo trắng, nhưng mà em may áo đen, nhưng mà nó may theo quần theo kiểu form baby đẹp lắm. Mấy chị thấy đẹp không? Quần cũng đẹp, nó chốt giùm em bộ caro. Má cái quần này, bộ này đẹp cực kỳ nha mấy chị. Chốt giùm em bộ caro kèm áo thun đen vải co giãn nè. Đây ha, bộ caro. Chị nào chốt bộ caro, chốt giùm em bộ caro 260.000. Bộ này có tổng cộng 4 size, 60-70kg một size, 70-80kg một size, 80-90kg cũng size. Ủa lộn, nói cái gì vậy ta? 60-70kg một size, 70-80kg một size, 80-90kg một size, 90-100kg một size. Tự nhiên cái gì? 80-70-80kg, 90kg cũng size. Bi lên lấy cái đầm cam này xuống sale đi, 280 sale mẹ luôn, 140. Mẫu đầm này về mấy chị mặc không đẹp đi kiếm em nha. Nói cho biết, bộ caro kèm số ký nha quý vị nha. Caro kèm số ký chưa ai chốt. Nè, xã mẫu đầm cam nè. Ồ, xã hội giờ bệnh hoạn quá. Nè, chuẩn bị xã đầm mẫu đầm cam nè. Nha mấy chị nha. Biết làm sao mà đẩy camera ra xa không? Thử cho em cái. Tại vì tôi tức á. Mẫu đầm đẹp mà tôi bán, tôi phải đi bán sale, tôi rất là tức. Nói gì không? Có nghĩa là mẫu đầm đẹp mà tôi phải đi bán sale, tôi rất là bực bội. Tôi bực bội thiệt, chứ tôi không phải bực bội giỡn. Nha mấy chị nha. Thà ví dụ nó xấu tôi đi bán sale tôi không có tức. Nó đẹp mà tôi phải đi bán sale tôi tức. Trăm tư nha, kèm số ký nha. Đó mấy chị thấy thì nó thùng thình đúng không? Coi nè mấy chị coi nè. Đó mấy chị thấy chưa? Tự nhiên đi bán cái xe một cái con đầm đẹp như thế này mấy chị tức không? Nè mấy chị tức không, em hỏi mấy chị tức không nè? Thấy nào mẫu đầm ta đẹp không? Mẫu đầm ta quá trời đẹp luôn, cuối cùng đi bán 280 đi bán xe 140 rồi vậy đi cho nó hết hàng. Chốt giùm em đầm cam kèm số ký nha. Vải rất là đẹp luôn. Vải đẹp cực kỳ đẹp nha mấy chị. Mai Đình Ngọc Lâm. À, tôi nói chứ còn có mấy cái à. Nói giỡn gì đâu. Mai Đình Ngọc Lâm 140. Rồi ai nữa nè mấy chị, ai nữa? Cái con này về mặt mà cái vải mà không mê thôi á. Cái vải nó là vải gì á? Nó là vải gì mà em nói mấy chị nó cực kỳ nhẹ nhàng luôn ha. Chị Sơn Mai Cam 65kg size L nè. Nè size L của chị Sơn Mai là có khách cũ hoặc khách mới. Cái vải nó cực kỳ nhẹ nhàng mấy chị ơi. Cái vải nó mặc vô nó sướng cực kỳ. Nó sướng lắm. Nó sướng hơn đêm hôm qua luôn mấy chị nha. Đó chị nào chốt cam, chốt giùm em cam nè mấy chị. Đẹp ha. Rất là đẹp luôn. Cam size L của Trần Nhật Mỹ lấy đi Bi. Về nhà mấy chị cột như thế nào nó cũng ra cái form đẹp đó. Cột như thế nào ra cái form cũng đẹp nha. Đó. Hàng này là hàng xưởng nhưng mà cái vải gì nó đẹp lắm chị. Lấy Trần Nhật Mỹ chưa? Kiểm tra trong chưa? Hàng này chị Thúy Phan lấy trên L đi. Hàng này chị Thúy Phan lấy đi về mặt thử 140 đẹp lắm. Hàng sale mà còn trời má, hàng sale mà phải đi năn nỉ nữa thiệt chứ. Rồi không bán nữa lên kho nha. Không bán nữa là em cho lên kho nha.
ha mấy chị ha, lên kho. Lên kho hò vô ta nào, kéo phó ta vượt qua đeo. Hò vô ta nào, kéo phó ta vượt qua đuổi chìm. Lên kho bây giờ, chó lại lên kho đi. Đi đứng dậy chị đi lấy đồ gì lên chị lai. Tô tiền hai con
tô tiền hai con 101 của tô tiền nè. À, chị lên đồng hay zoom đi, tại để chị coi thử cái hàng gì lẻ tẻ chị lên đi, chứ nãy giờ cũng lên tùm lum hết mà chờ. Ngày nào nhà chị không lên hàng mới. Mấy chị chốt giùm em nha, có hai màu mà được chọn màu gì chị Yến Linh Liêu làm ơn chốt lại giùm em là số ký đi ha, hai áo kèm số ký đi, em chưa nhớ của chị. Thúy Phan là hai áo hai màu nè, Thúy Phan là Thúy Phan Diễm Phan hả con, Thúy Phan Diễm Phan hai áo 101, Thanh Thúy Trần Thị nè, Thanh Thúy Trần Thị hai áo 101, Thanh Thúy Trần Thị hai áo 101, Hồng Hạnh Phạm nè, Hồng Hạnh Phạm hai áo 101 của Hồng Hạnh Phạm Phú Yên nè, Hồng Hạnh Phạm Phú Yên nè con, Hồng Hạnh ghi dính à, Hồng Hạnh Phạm Phú Yên, Hiền Nguyễn nè, hai áo ba lỗ của Hiền Nguyễn 101 nè, hai áo ba lỗ của Hiền Nguyễn 101 nè, nè coi thử Hiền Nguyễn nào, Nguyễn Hoa áo ba lỗ 80kg dồn đơn, dạ ok chị Nguyễn Hoa nè, ok chị Hoa nè, 80kg của Yến Linh Liêu nè, Nguyễn Hoa hai con 101 nè, Yến Linh Liêu nè, Yến Linh Liêu hai con 101 của Yến Linh Liêu nè, hai con 101 của Yến Linh Liêu nè, hai áo của Hiền Nguyễn Thị Thúy nè, hai áo của Hiền Nguyễn Thị Thúy nè, 101 nè, Mi Diễm hai cái dưới 80kg, coi Mi Diễm khách cũ hay khách mới nha, còn nhưng mà chắc đợt này nó không có lớn cái cỡ đó quá, hai cái của Mi Diễm nè, hai cái của Mi Diễm nè, còn lấy kim 100kg không chị yêu, giờ thì đợt này kiếm chắc hơi bị lòi mảng hồng à. Chị Lon Lê chốt gì kìa, chị Lon Lê lấy gì ạ, một áo khoác tím. Chị xem đầm rinh ở trên cổ sai nhiêu. Hiền Nguyễn 392 thành phố. Một cái áo khoác tím 280XL cho chị Lon Lê nè. Lấy cái Lon Lê đi ơi. Lấy Lon Lê trên L màu tím ơi. Đây nè. Lon Lê thành phố nè. Lon Lê thành phố. Rồi còn ai nữa không mấy chị? Còn ai lấy áo nữa không nè? Mi Diễm hai cái nè, à, Thu Phạm kèm số ký đi chị, Thu Phạm này dưới 70kg hả? Ủa để giờ em lấy cho chị size XL mà chị Thúy Phan, để em lấy chị size XL mà. Chị Thu Phạm hai cái ba lỗ nhiêu ký hả? Rồi có chị nào chốt nữa không? Size 14 của Lon Lê, đổi cái này đổi hàng cho Lon Lê size 16 đồng nè, đồng viên nè. Này đầm riêng cho Lon Lê nè. Đúng rồi, Lon Lê thành phố. Ghi đầm riêng của Lon Lê, ghi chữ đổi cho. Ghi chữ đổi vô, dạ đúng rồi chị. À chị Thu Phạm ơi, rồi có chị nào chốt áo khoác nữa không ạ? Có chị nào chốt áo khoác 208 không? 392 thành phố. Có chị nào chốt áo khoác nữa không? Áo khoác nó có hai màu, một màu nâu và một màu tím ha, một nâu và một tím, chị nào chốt nâu hoặc tím chốt giùm em, áo khoác là 280.000 nha. Em nói mấy chị form rất là đẹp ha, form hơi bị đỉnh luôn, form là đỉnh của đỉnh luôn ha. Rồi không chốt nữa ha, lên hàng lên kho, cho hàng lên kho luôn. Cô đêm đèn, ủa chị Thu Phạm đâu rồi ta, chị Thu Phạm hai ba lỗ hình như 70kg hay sao á. Chị Thu Phạm ơi, chị có ở đó không? Vô coi Thu Phạm thử đồ của chị đó nhiêu ký rồi đi. Nè Thu Phạm là lùng hai cái cho 101 nè. Vô coi chị Thu Phạm này là size diễn nhiêu ký rồi. Hình như dưới 70kg hay sao á. Rồi bắt lên đồ lên kho nha. Bắt đồ lên kho nha. Lên kho. Rồi lên cho mấy chị áo vú chống tụt. Hôm nay mới về được cái lô áo vú chống tụt á.
Xong rồi bên dưới này lên kho nha. Đưa cái bộ sọc đi cho chị bây giờ. Bộ sọc trước mặt đây nha. Coi chị thu phạm bao nhiêu ký nha. Hôm giờ mấy chị mua áo vú chống tuột chưa? Hôm giờ mấy chị mua áo vú chống tuột chưa? Dạ đây ngày hôm nay về áo vú chống tuột cho mấy chị nè. Về áo vú chống tuột nha. Cho em đổi váy rin lớn hơn một size được không chị? Được. Mua gì đi rồi chị đổi cho. Rồi đúng rồi. Rồi đây nè mấy chị. Áo vú chống tuột. Tại sao gọi là vú chống tuột? Là tại vì nó là một cái loại vú chống tuột mấy chị. Tại vì cái mặt cái vú này mấy chị tháo dây ra. Mấy chị lên lầu lấy áo vú xuống bây giờ. Tại vì á, khi mấy chị mặc áo vú này nha, là nó không có tuột, cho nên người ta hay gọi là áo vú chống tuột. Thảo beo nè, bé lần ngoài. Thảo beo, hai áo vú, 160, 320. Dĩ Bi ơi, qua trên phòng ông đội lấy bộ đen phối trắng size 2 nữa Bi. Với lại mấy bao áo vú xuống để phân luôn. Áo vú chống tuột. Em coi thử bill đi chưa? Anh ơi, còn bill 5 đô la hồi đó không? Còn hả? Em vô em coi thử cái đầm của em là đầm có dây hay không dây. Ở đầm rin đó có dây hay là đầm rin không dây. Và size em chị gửi cho em là size bao nhiêu báo cho chị. Em đang lên mẫu này em mặc thử cho mấy chị nha. Size coi thử phải size 44 không con. Kiểm tra thử phải size 44 không biết. 44 con. Đúng rồi 44. Nè có đủ size nha quý vị nha. Em nói với quý vị là đủ size ha. Rất là nhiều size luôn. Hôm nay màu đen nhiều ha. Màu đen nhiều. 42 nè. Đây là 42. 2. Đây là 42 nè mấy chị. Đây là 42. Áo này là 160 nha quý vị nha. Áo này 160 nè. Em thử áo cho mấy chị coi. Tại sao gọi là áo chống tuột? Tại vì áo chống tuột là những cái áo mà mấy chị mặc, mà mấy chị mặc không còn áo vú, không còn dây ha, mà mấy chị mặc nguyên ngày nguyên đêm nó cũng không có tuột. Chị nào chưa có áo này thì chốt lên giùm em nha. Chị nào chưa có áo này thì lên chốt lên giùm em ha. Đây mấy chị mặc không còn dây, mà em nói với mấy chị là không bao giờ rớt vú luôn. 160 chị yên nguyên ha. Vạt bầu size 18 thì giờ chị đổi cho em cái vạt bầu size 20 nha để kiếm. Nè ghi cho 5 đô la hàng đổi nè. Nhớ hàng đổi là khi làm bill là nốt cho cái anh bill là lấy hàng về nha. Đúng rồi. Hay nữa đi. Nè bộ này là 250 ngàn nè, đeo phối trắng nè. Bộ này còn đủ size kèm quần dài. Bộ này 250 đeo phối trắng nha. Chị nào chốt bộ này đeo phối trắng, chốt giùm em đeo phối trắng. Thảo beo 250. Đây là áo chống tuột này, về mấy chị tháo cái dây ra mấy chị mặc nguyên ngày mấy chị nhảy. Không bao giờ rụng vú luôn. Em nói thiệt với mấy chị là không bao giờ rụng vú ra ngoài luôn nha mấy chị. Không bao giờ rụng vú ha. Nói gì dụ rụng vú là không bao giờ. Nhưng mà mấy chị mặc nguyên ngày nó rất là đã. Nó không có bị đau ha. Còn mấy riêng chị Yến Minh Lưu quay về được mấy chục cái nè. Đợi em 5 phút nha chị, em lên cái vú này xong rồi cái ha, em lên cái vú này xong rồi cái. Cái này size 42 nè con Bi. Rồi vô 42. Ủa nhà áo vú ai của tao ai chôm hết ta. Tao có chục cái áo vú sống tuột mà giờ còn hai cái kìa. Tao không biết ai chôm của tao luôn á. Đi nó chôm đi. Hỏi chuyện đó đi. Đen phối trắng 65 kg của Sơn Mai Bi ơi. Tự Bi hiểu luôn á. Đen phối trắng size L. Ủa mấy cái bao size 40 quăng rồi hả Bi? Nè cho một cái của chị Tế Bế Lùng. Vân Thảo Nguyễn là Vân Thảo Nguyên tối nay đi bill luôn nha. Vân Thảo Nguyên một cái. Võ Thị Thu Hằng một cái size 42. Võ Thị Thu Hằng một cái size 42. Ghi cái đó bỏ bên đi. Ghi Võ Thị Thu Hằng cái size 42 đi. Vân Thảo Nguyễn ở Đà Nẵng hát 160. Đeo phối trắng co giãn mềm lắm chị Mai Thi. Co giãn rất là mềm luôn ha. Co giãn cực kỳ mềm. Một cái size 42 của Võ Thị Thu Hằng nè.
À, một cái vú 44 màu xám nè. Này size 40. Nhỏ bữa nay nó biết sắp bao vú rồi. Của chị. Kéo lên của chị hai chữ. Được không, lấy đen từ từ đi Lùng ơi. Của chị gì ta? Phải không vậy? Phía trên nữa. Chị Sơn Mai. Sơn Mai một bộ nè. Rồi, Minh Thư lấy bộ size L nữa Bi ơi. À, Lùng ơi Lùng. Cái chị Nguyễn Thị Thu Hằng không lấy đen, con mới lấy đen phải không? Con mới bỏ đen đúng không? Size nhiêu vậy? Mấy chị chốt màu luôn rồi, đừng để đổi tới đổi lui. Bả Thị Thu Hằng đưa đổi đi anh ơi, 42 không lấy đen. Ưu tiên bả đen là bả không lấy đen. Bả Thị Thu Hằng đổi nè con. Bộ của Bả Thị Thu Hằng 42 nè. Rồi qua đây. Rồi tiếp tục. À, không lấy đen. Một cái vú 44 màu xám. Ủa lấy cái hả chị? Con này lấy cái mặt uổng lắm nha. Size L hả chế? Chế nào mà mới 65-75 ký là size L. Huyền Nguyễn Thị Thúy 160 nè con. Huyền Nguyễn Thị Thúy 160. Lấy màu da rồi bà nội. Không có xám. Màu da với màu hồng đang đeo. Lấy màu da rồi ha. Chị Mai Thi. Nhưng mà em sợ là giờ trên đó, trên đó còn hết size rồi con Bi. Màu trắng còn. Màu đen với trắng còn size gì? Dạ còn nhiều chị. Chị lấy gì chị báo em nha chị Thi. Mà bộ đó phải co giãn mềm lắm. Bi ơi Bi làm một cái bì size ấy đi. 36, 36 còn trên đó nhiều không? 36 nè. 38, 42. Rồi nè. Đúng rồi, làm bình size 42 nè. Rồi cái này 38 nữa là được rồi nè. 38 thôi. Chị Mai Thi phải co giãn dữ dằn lắm nha. Giải co giãn rất là dữ dằn luôn ha. Làm một cái bịch 44 như làm một cái bịch. À đúng rồi, hồi trưa thiếu ai nè. Hồi trưa thiếu ai dòng trầm. Hồi trưa thiếu ai dòng trầm để em. Hồi trưa cái dòng trầm ai tỉnh vậy mấy chị? Mấy chị ơi, hồi trưa dòng trầm ai thỉnh. Hồi trưa dòng trầm ai thỉnh còn sót một dòng. Tiếp đó. Phương Lê. Lấy cô tiếp đó rồi nè. Kim Cương ngày mai ra là chỗ hàng mai lấy giùm Kim Cương về luôn nha. Hương Lê anh ơi, sọt vô em mới gửi cho anh cái hình đó, coi thử Hương Lê đó là Hương Lê khách cũ của khách mới. Nếu khách mới thì khỏi lấy vòng trầm. Tìm cho chị miếng lót giày để em kiếm không có, em tặng chị đôi giày đó luôn em nói thiệt. Anh Tư ơi, coi thử hồi bữa lúc chị Hạnh lấy cái đôi giày đó, coi thử có rớt cái miếng lót giày lại không. Mà bây giờ chỉ thiếu cái miếng lót giày đó đó. Kiểm tra giùm em một cái nha. Dùng đơn mai ghi lấy. Cho em xem lại bộ đen phối trắng. Bi ơi, Bi lên lầu. Lấy chị bộ đen phối Lùng ơi. Ồn cái Lùng nó không biết. Bi và phải Bi mới biết lận. Bi mới biết lận. Hương Lê cái cổ cái xe. Ừ, nói nhắn cho chị Hương Lê đi. Em có dòng trầm cho chị tặng kèo. Tặng kèm mèo thằng tài cho chị em. Nhắn cho chị em. Chị nói chuyện 7 tiếng đồng hồ em cứ ok chị rồi mà. Nhưng mà em chưa nhắn tin rồi, chưa nhắn tin chưa. Em trả lời là ok chị. Ok chị hồi nào em chưa có trả lời. Ai ok chứ em có ok đâu. Vậy lấy cái dòng trầm đó cho chị Hương Lê đây tí xíu gửi luôn. Không tự nhiên chốt rồi. Xong rồi luôn. Em cho chị coi bộ này rồi em đi lên lầu em sale đồ nè. Em muốn mua áo ngực sao chị không trả lời. Em không thấy comment của chị Dung Lâm. Em thấy là em trả lời liền. Chị đừng có nghĩ em vậy. Bi có kiểm tra còn ý lên lầu không Bi? Đây nè. Đây nè. Phải co giãn nha mấy chị. Đây. Bộ này
này quần dài đó chị ơi, bộ này quần dài ha, quần dài bộ này. Chị nào chốt bộ này thì chốt giùm em quần dài nha mấy chị nha, quần dài ha. Chị lên lầu với em. Bộ này có tổng cộng 4 size, dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg. Chị nào bộ trắng đó 250 mà vải đẹp lắm nha chị, vải đẹp cực kỳ. Cái gì vậy bảy? Trời, mày đi quá trời luôn bảy ơi, thiệt á. Trời ơi, đi kiếm con nào đít đẹp đi, đi kiếm con nào đít đẹp lên nha. Ok không? Ok. Quá ok chưa? Đưa ghế ra đây bảy. Em xả bớt mấy cái đồ đây coi. Ủa thôi chắc đi qua phòng kia của anh rồi. Qua phòng kia. Cái này chật quá. Mở điện phòng ông nội lấy ghế. Rồi xả đồ lung tung nè. Cái quạt cơ. Ủa đó còn size 3 ít nha mấy chị nha. Mấy chị muốn em xả quần nam đúng không? Hồi nãy chị nào muốn em xả quần nam. Rồi cho một góc livestream khác luôn. Trái vú to chị mặc không có bị tuột đâu nha chị Nhung Lâm. Chị Nhung Lâm mặc size 42 bằng em đi. Trái vú to, trái vú gì nó cũng có tuột đâu chị sợ ha. Bộ trắng đen 250 nhưng mà bộ đó mặc rất là gọn chị Tiên. Em đang cho may lại bộ đó. À, chồng của chị là anh shipper không? Anh shipper không phải của chồng của chị nha. Còn mấy lần đi thôi. Anh shipper không phải chồng của chị. Không phải nha. Ủa má cái quần ai thay bỏ bên này hình như của tôi sao? Đâu? Ở đâu có quần nữ đẹp vậy? Vừa quá lạnh sao? Để ba bật cho. Mót đâu trên đó đó. Quần nam có size nhỏ không ạ? Đợi em nè. Ai size nhỏ hút cái con quần riêng đẹp quá trời luôn nè. Ở đâu nó lọt qua đây. Ngồi im ở đây em sell cho mấy chị nguyên đêm luôn ha. Sell cho mấy chị nguyên một đêm luôn. Đụng gì sell đó nha. Phòng bên kia chặt quá à. Nhà dưới cũng hết đường đi rồi. Quần này size nhiêu? Quần này size 30 nè. Quần này size 30 nha. Chị nào chốt quần này size 30 chốt lên giùm em quần này size 30 đây. Rồi giờ xả cho mấy chị 150 nè. Hàng sale là không trao đổi trả nha. Nói cho mấy chị biết hàng sale không trao đổi trả đây. Ủa màu này, phòng này màu đẹp quá hả chị? 150 nè. Chị nào chốt quần này size 30 chốt giùm em quần nam nha. Quần này là quần nam size 30 nha. Quần nam size 30 xả cho mấy chị 150 ngàn luôn. Xả một quần này size 31 nè. Quần rin này size 31. Quần này không phải ống túng như bd đâu nha mấy chị. Quần này không co giãn mặt form rất là đẹp. Quần này size 31 nè. Xả 150 ngàn quẹo lựa lẹ lên nè ha. 31 nè. Mấy chị qua đua em không nhớ size nằm đâu luôn á. Quần này size 29 nè. Quần nam này size 29 nè. Chị nào chốt quần size 29 chốt giùm em nha. Xả giúp cho kho 150 luôn. Chị nào chốt chốt giùm em quần nam này ha. Ủa mai nói chuyện luôn trời. Không xả quần nam hả quý vị? $5 nè, quần nam size 30 nè. $5. 150 của $5. Nè, $5. Vú chống tuột đang mặc size 42 gái. $5 150 nè. Minh Tuệ Lê 31 nè. Minh Tuệ Lê 150 nè. Minh Tuệ Lê 150 nè.
sao lên chưa? Minh gửi lên 150 nè. Dồn chưa? Minh gửi lên 150 nè. Nói chung là nó có đủ size hết đó mấy chị ha. Này size 32 nè. Size 32 này để lại đổi cho khách nè. Hồi đi mai tí tôi bán cái món cho mấy chị giật mình luôn. 300 mấy tôi bán cho mấy chị 140 ngàn. Bình nước giữ nhiệt với lại móc chìa khóa. Đưa hết cái hộp qua đây đi. Em bán cho 140 cho hết hàng luôn cho đi luôn. Lên trên này nhiều thứ để xe cho mấy chị lắm nha. Size 85kg cái này chị Nguyễn Mùi đừng mua. Nè mấy chị, một cái bộ bình giữ nhiệt này 300 mấy nè. Em bán xả cho mấy chị 140 nha. Bán xả cho hết luôn. Lấy tiền đóng tiền nhà. Nó nhiều màu đẹp lắm mấy chị. LV nè, chờ neo nè. Em nói với mấy chị là một bình rất là đẹp ha. Mà bán 140 là mấy chị biết rồi ha. Chốt giùm em bình giữ nhiệt em còn được 6 bộ. Chị nào chốt trước thì may mắn thôi ha. Chị nào, ủa sao bên này hình chị của ta đủ ánh sáng là sao vậy? Bớt đẹp tôi bây giờ. Thôi mấy chị vô này hình đẹp quá ha. Hình sáng ha. Lẹ lẹ đi mấy chị ơi. Lẹ lẹ đi nè. 140 ngàn. Ô lai không ai nói chuyện thôi xuống lai cho rồi. Dung Lâm bộ 140 nè con. Dung Lâm thành phố bộ 140. Củ Dương bộ 140 nè. Củ Dương bộ LV. Ấy cái bộ này đẹp lắm nha. Cái bộ này đẹp cực kỳ luôn mấy chị. 140. Tô Tuyền bộ 140. Tô Tuyền bộ 140. Tô Tuyền bộ 140. Ngô Tú Linh bộ này đẹp của Ngô Tú Linh nè. Ngô Tú Linh bộ 140 ơi, 300 mấy một bộ nha quý vị nha. 300 mấy nha. Chứ không phải đâu, còn có 2 bộ thôi đó. Ngô Tú Linh một bộ 140 còn 2 bộ nha mấy chị nha. Bấm cho em xin nút chia sẻ em lên đồ nha. Bộ 140 của chị Tài Lê nè. Rồi còn một bộ cuối cùng. Bộ 140 của Tài Lê nè. Còn một bộ cuối cùng nha. Còn một bộ cuối cùng Diệp Hảo Phú Yên nè. Bộ 140 hết hàng. Bộ 140 hết hàng. Hết nha mấy chị nha. Cầm cái nước của chị uống luôn đi. Rồi em có hai con đầm. Chị nào mà ở miền Bắc á, chị nào ở miền Bắc lạnh thì nên lấy hai con đầm để em xả cho mấy chị 100 ngàn luôn. 220, 250 gì em không nhớ. Em xả cho mấy chị 120 ngàn luôn ha mấy chị ha. Em xả cho mấy chị 120 ngàn đầm 250. Đầm này size từ 60 đến 85 kg. Chị nào mà mùa lạnh mặc cái đầm này sướng lắm luôn á, em nói thiệt luôn. Chị nào mà đi Đà Lạt rồi chơi á, mặc cái con đầm này em nói thiệt với mấy chị nha, là hơi bị đẹp luôn ha. Đây nè, còn hai con 60 đến 85 kg đầm len dệt. Bé Hạnh lấy nè, bé Hạnh Nguyễn nếu có trong này nên lấy. Hạnh Nguyễn Đà Lạt lên lấy cái con đầm này nè. Hạnh Nguyễn Đà Lạt ơi, lấy con đầm này nè mấy chị, lấy đi ha. Lấy con đầm này là không bao giờ hối hận đâu nha mấy chị, không hề hối hận luôn. Chị nào chốt con đầm này chỉ có 120 ngàn, mà chị nào ở xứ sở nào mà mát mát em á là nên lấy con đầm này. Không bao giờ hối hận khi lấy con đầm này nha mấy chị nha. Không có hối hận đâu ha. Ông em nói thiệt mà, không hối hận đâu nha mấy chị nha. Đó nè, tư vấn xuống. Bình giữ nhiệt hết rồi. Ủa mấy em có bị bẩn comment không? Mấy chị không nói chuyện gì hết tiêu vậy ta. Sao vậy? Uống em. Nước nào uống em. Uống cái chuyện gì cũng được em. Mới bơm vô á. Uống cả 2 ngụm mà bưng 8 ngụm chỗ á. Uống em bị uống xong mà nhẽ lại thành 8 ngụm. Đúng rồi. Con mất gì ạ? Đúng rồi. Chị đang ngồi đây chừng là bán được rồi vô. Nè, chút xíu xả cho mấy cái đôi dép mang nhà 60 ngàn đôi nha. Chút xíu xả cho mấy đôi dép mang trong nhà mấy chục ngàn đôi đủ màu luôn nè. Ha, 120 xả ra nửa giá. Coi dép nè. Coi dép nè cho mê nha. Dép là hơi bị sướng luôn. 101, 120 mà xả 60 ngàn. Mà em nói mấy chị dép xịn sò ha. Mang hơi bị êm luôn. Mấy chị mang dép này vô là mấy chị sướng luôn chứ đừng có nói. Ai thích dép thì chốt giùm em 1 đôi, 2 đôi, 3 đôi size khoảng cỡ bao nhiêu là đưa luôn. Nói chung là size này từ 37, 38, 40, 41 gì đó cũng vừa hết trơn á ha. Nó có nhiều đôi lắm, nó có đôi LV nữa nè. Đó gì thấy không, LV mang trong nhà. Có xả luôn cho mấy chị 60 ngàn đôi. Lấy em đôi 7 sắc của Tuyết Dung nè.
còn đôi này Nhung 60.000 của Nhung bỏ, Tiếp Nhung phải Nhung bỏ không vậy? Tiếp Nhung phải Nhung bỏ không vậy? Phải Nhung bỏ không? Nè bảy sắc cầu vồng còn đôi màu hồng nữa nè. À mấy chị chấm chấm rồi lên xem like cho mấy chị ngầu nói chuyện gì hết buồn dữ gì không? Thiệt buồn dữ dằn luôn á. Hai đôi hở mũi nè, hai đôi hở mũi nè của Nhung Lâm nè. Nhung Lâm hai đôi 120 nè. Ừ bé chứ thật sẽ hàng hó luôn mấy chị. Ngồi im đi em loi đồ ra nè. Ngồi im em, bữa nãy giờ em coi Facebook này hả ta đâu biết đâu. Mẹ hỏi tao tao hỏi ai? Mẹ hỏi câu khác đi, câu đó tao khó trả lời lắm. Có dùng coi à, đầm đen body. Nè tôi la tôi xả cho mấy chị cái gì đây, bày gì đây. Áo bông sở 150. Bộ liền cổ trắng, đầm liền cổ trắng. Bày này là cái gì đó ra vậy? Trời má ơi, em xót con quần đen size 100kg nè, chị nào xuống mánh nè. Em xót con quần đen quần tay size 100kg nè. 220 xẻ cho 120 size 100kg nó bị rớt ra lại đó. Nó bị rớt đó nha. Nè còn bộ gối nè. Còn bộ gối bán cho 80.000 nè quý vị. Còn bộ gối bán cho 80.000 nhưng mà bán biêu thành phố thôi, không bán biêu tỉnh nha. Lấy cái đôi Nhung Lâm lấy một đôi bảy sắc thôi, xả một đôi đôi lại eo vì lại đi. Lấy đôi bảy sắc thôi. Bảy sắc còn không? À, bảy sắc hết rồi mấy chị ơi. Tại vì bảy sắc thôi đó nó sao luôn á. Bảy sắc hết rồi. À bảy sắc còn nè. Còn đôi bảy sắc của ai ạ? Kim Anh Trương 60.000 nè con. Kim Anh Trương 60.000 nè. Nguyễn Quỳnh Giao nè. Nguyễn Quỳnh Giao nè. 60.000 của Nguyễn Quỳnh Giao nè. Hai đôi 40 nè chị. Nè, lấy cái đôi này em đang mang nè chị. Tiếp Nhung bỏ Nhung nhỏ được đúng không? Đẹp không? Được, cũng là chị luôn. Chị Tuyết Hờ nè. Chị Tuyết Hờ hai đôi nè. Một đôi nè. Với đôi eo vì của chị Tuyết Hờ đôi này ta lấy 38 nè. Em kiếm cho. Nè hai đôi của chị Tuyết Hờ 120 nè. Cái quần này quần tay này là 100kg nha mấy chị nha. 220 xả cho mấy chị còn 120.000 nè. Chị nào chốt quần tay coi dễ chốt giùm em ha. Quần này là mấy chị không chốt là coi như hơi bị hối hận luôn á. Nè cái gì vậy Thúy Hằng nói gì vậy? Em đôi huy là gì? Cái dép mà sao hỏi 90kg ai già quần hả? Quần đó không được đâu, quần đó chị Hằng mặc rộng lắm, đừng lấy ha. Ha đôi xanh bơ. Ủa má mắc gì phải xanh bơ ta, thiếu ông thiếu cha gì dép trời. Nè Quỳnh Giao nghĩ sao vợ đây? Nguyễn sao vậy Quỳnh Giao? Đôi xương cá nè thiệt đẹp, size 40 nè. Nghĩ sao vậy Quỳnh Giao? Trời ơi quá trời dép đẹp tự nhiên. Nè đôi gấu nè, mắc gì phải đôi đó. Trời ơi em muốn chết ông chết cha luôn. Tại sao phải vậy? Thấy không? Nè thấy không? Cái kính kiếm quá trời giao cho khách không có mấy chị. Cái kính Fendi nè, Nguyễn Quỳnh Giao nè 60.000. Kính Fendi kiếm trời ơi kiếm phanh hết một cái nhà. Ra giao khách không có, cuối cùng giờ nó nằm đây. Mà kính này của thằng Nhật nữa chứ không đây. Rồi xả kính Fendi cho mấy chị 150 nè. Trời ơi khách hỏi cái kính này em tức dễ sợ luôn mấy chị. Kiếm gì mà kiếm bung cái phòng luôn. Kiếm bung cái phòng luôn mấy chị. Trời má ơi thiệt kính Fendi nè. Em kiếm bung cái phòng luôn. Không ra kính này giờ xong. Kính của $5 150 nè. Hồi nãy em có nói với mấy chị là em sẽ xả dép này em bán cho mấy chị 90.000. Đôi này size 40 nè. Đôi này size 40 nè nha. Đây. Đôi này size 40. Rồi bán xả cho mấy chị 90.000, 160 bán xả 90.000 có một đôi ở đây. Hiện giờ có một đôi ở đây thì em xả một đôi ha. Hiện giờ có một đôi ở đây thì xả một đôi, còn gì xả đó. Nè đôi này là 41 nè, nhưng mà mấy chị biết sao không?
40 của Nguyễn Ngọc Thùy Trang 90.000 nè. Nguyễn Ngọc Thùy Trang, cái đôi này chân 41 nhưng mà sao? Cái đôi này chân 41 nhưng chân chị nào mà không có cái mu, không có bự thì mang mới vừa. Ừ, để chị về mai chị kiểm tra đi, từ từ chị kiểm tra, chị Ái Dung Lâm. Để mai đem dép xuống xe rồi chị kiểm tra luôn. Cái đôi này là chân chị nào size 41 nhưng với điều kiện sao? Ai chân đôi này 40 à nghe, đôi này 39-40 à. Chân này là 39-40 đôi đây nè. Em chân 39.5 mang vừa là 39-40 thôi. Nhưng mà đôi này mu bàn chân mấy chị phải nhỏ. Cái mu bàn chân phải nhỏ mới mang được cái đôi đẹp này á. Nó đẹp thiệt, nó đá đẹp thiệt á mấy chị. Nhưng mà cái mu phải nhỏ nha mấy chị nha. Cái mu không nhỏ thì không mang đôi này. Ok mấy chị chưa? Mu không nhỏ thì không mang nha. Xả cho mấy chị 90 nhưng mà mai chuẩn bị đi tôi xả nha. Cái này là miếng dán vú 70.000 một hộp thì ở đây còn được mấy hộp. Còn được 4-5 hộp á, em xả cho mấy chị 50.000 luôn. Miếng dán vú để đi tiệc. Những cái đầm mà ở sau lưng á, nó hở lưng không phải mặc áo vú thì mấy chị nên dùng miếng dán vú này 70.000 hộp, em xe cho mấy chị 50.000 luôn. Xe cho mấy chị 50.000 cho hết hàng ha. 50.000 cho hết hàng hết tháng. Áo gì mà đây? Rồi xả cho mấy chị áo này còn mấy cái nè. Còn mấy cái xả luôn. Còn mấy cái xả luôn. Chưa có dép bên này. Áo này là mà xả cho mấy chị 100.000 là mấy chị trúng mánh rồi nha. 160 xả 100.000 mà số lượng còn có vài cái thôi ha. 160 xả 100.000 còn số lượng có mấy cái thôi đây. Áo công sở nè, áo phủ lá sen công sở. Đẹp chưa nhưng mà còn không cỡ 6 cái. Áo lá sen công sở xả cho mấy chị 100.000 kèm số ký. 100.000 áo lá sen công sở kèm số ký chốt cho em. Hồi nãy có ai lấy cặp gối 80.000 không vậy ta? Ha? Nguyễn Quỳnh Giao hai đôi đúng rồi. Rồi chốt giùm cho em nè. Áo này còn size XL nè. 82kg. Em còn size gì đây? Còn size L dưới 73-74kg cũng vừa size L ha. Rồi chị nào chốt áo. Nó là vải lụa chị nhưng mà may trừ hao hết rồi. Chị thấy Phan mặc XL là vừa in luôn á. Ha? Nào, nếu mà chị 73kg áo này của chị tô tiền 100.000 nè. Vải lụa mà may trừ hao hết rồi. Áo lá sen công sở của chị Hồng Điệp nè. Hồng Điệp 100.000 nè con. Hồng Điệp 100.000 ha. Hồng Điệp 100.000 nè. Rồi còn ai nữa không? Ủa nãy cái con quần tây 100kg chứ sao chị Hồng Điệp có mấy ta? Còn ai nữa không mấy chị? Em còn mấy bộ khăn là để em đem xuống. Anh ơi, lấy mấy bộ khăn xuống em bán sale hết luôn ha. XL của Thúy Phan nè, trên tủ nè. XL của Thúy Phan. Rồi còn ai nữa không vậy? Thúy Phan 100.000. Còn ai nữa không? Đó trên cùng. Mấy bộ khăn này là 90 nè. Còn được 4 bộ em xả cho mấy chị 60 luôn. Xả luôn ha, 60. Đấy, còn cái phòng đó nữa ha. Còn phòng đó nữa. Còn đúng có một phòng á. Trời ơi, bữa tặng tài lộc cho khách mà không thấy nè. Nè bữa tặng chuỗi tài lộc cho khách mà không thấy vòng này. Bạn nào dán vú ra. Thôi, quên dán vú này bỏ trở đây để cho anh dán. Để tối thì ngủ thì dán chứ đâu bà. 10 cái chị. Em còn được 4 bộ nha. Em còn 4 bộ này ha. Em còn 4 bộ khăn lau mặt này. Em xả mấy chị 60 luôn cho hết. 1, 2, 3, 4. Xả là ngày mai ngày mốt em nha, em về một xe tải hàng gia dụng nha mấy chị nha. Rồi còn 4 bộ. Em nói mấy chị nên lấy nha, vải rất là mềm ha, vải mềm cực kỳ. Còn 4 bộ xả cho mấy chị 60.000, tính ra giá rẻ luôn. Tính ra quá rẻ luôn mấy chị ha. Không có thì đem về để dành dùng cũng được nữa. Ngày mai về một xe hàng gia dụng nha. Minh Tuệ Lê lấy nhiều đi gái, 60.000 của Minh Tuệ Lê nè. Khăn này là khăn lau mặt, không phải khăn tắm ha. Khăn của Huyền Nguyễn Thị Thúy nè. Khăn của Diệp Thảo nè. Khăn của Nghĩa Lê nè. Khăn của Nghĩa Lê nè. Rồi hết nha mấy chị nha. Hết ha quý vị ha. Hết, bỏ cái dòng tài lọc lên. Cái này chút kho sao bỏ ra kho nè. Em còn một trước mặt em một đống hàng ấy nè. Trước mặt em một đống hàng rồi. Còn cặp gối nè. Em còn cặp gối nha. Bán 80.000
không giao biêu tỉnh là không giao biêu tỉnh. Nói thiệt, em có bộ đồ tập gym nè, bộ này coi như để dành mặt tập gym á. Chị nào mà khoảng cỡ, chị nào mà cái bộ này sao ta, để em suy nghĩ thử nha, để em suy nghĩ cái bộ này thử. Bộ này size nhỏ à, cái bộ này bán mấy chị 90 đi. Nguyễn Quỳnh Giao lấy cái cọc gối luôn, để Nguyễn Quỳnh Giao nè, cái bì nó hơi bụi, để Nguyễn Quỳnh Giao kiếm cái bao bự bỏ Nguyễn Quỳnh Giao để qua nhà lấy. À, cái bộ này là size nhỏ, mấy chị có con gái thì mua. Bộ này là 250, em xả cho mấy chị 90 ha. Ok, 80.000 của Nguyễn Quỳnh Giao. À, bộ tập này là nó nằm ở giá 250, nhưng mà còn một bộ size nhỏ thôi, bán mấy chị 80 đi, 80 bộ này nha. Chị nào chốt bộ này 80, chốt lên giùm em 80.000 ha. Bộ của Thúy Phan là bộ này 250 lượt nha chị Thúy Phan. Bộ này 250 là thiệt. À, con hãy chốt hàng cho em, đợi khi nào bà sale dép rồi hãy chốt nha, chưa hứa trước nha. À, cái quần này chị nào mà khoảng cỡ dưới 70kg nè, 80.000 con. Chị nào mà khoảng cỡ 60-65-67kg á, làm ơn chốt cái con quần riêng hàng xuất đi nha. Em nói cho biết ha, con này là vải hơi bị đẹp luôn. Con này 200.000 nè, mấy chị coi cái tà quần nè. Con này là hơi bị đẹp nha quý vị nha. Con này là ống su mà tà tua nè, mấy chị thấy không, tà nó tua ra hết nè. Con này 200, con này ở đâu lọt lại á, chứ bữa nào là kiếm quần size nhỏ thì bán đâu có đâu. Con này ở đâu lọt lại nè. Rồi em sẽ xả cho mấy chị một cái con mẫu đầm ba bì mà tính ra là 4-5 tháng mà em không đành đòn em xả. Tại vì cái vải nó quá đẹp mấy chị. Cái vải đẹp mê lắm nha. Cái vải đẹp rất là mê. Nó nè hàng bữa nay là 1-2 ngày cho gửi đi mấy chị, để có tiền đắp hàng vô, chứ hàng hóa bữa nay khó khăn lắm. Bi xuống kêu anh Phước có lên xách giùm em cái chổi lên nha. Quần riêng nam của Quỳnh Như là size bao nhiêu, đổi size bao nhiêu Như ơi? Yên ơi, tôi chốt bộ tập trước xem lại giúp. Xem lại giúp bộ tập mai thổi lấy dao. Ủa, bộ tập gym hồi nãy chốt cho ai à? Xin lỗi nha. Xin lỗi chị Thúy Phan. Xin lỗi Thúy Phan, bộ tập gym là của Nguyễn Trang Trang. Xin lỗi Thúy Phan nha, bộ tập gym là của Nguyễn Trang Trang. Chị ơi, cái cục hàng nó gọi điện chị lại chưa vậy? Quần này 200 của chị Văn Thị Sinh nè. Size 32 đuổi lấy 34, ok gái. Bây giờ ra sau lưng chị kiếm tay quần size 34 cho chị Quỳnh Như ơi. Chứ không, trả hàng cho kho mất công nữa. Trả hàng cho kho mất công. Nè 34 nè. Ghi là Quỳnh, cô Quỳnh Như quận 10 đổi quần nè. Ghi quần đổi vô cho cô biết đi. Ghi quần đổi vô cho cô Như biết. Ngồi im đi mấy chị. Hàng còn gì tôi bút hết lên cho. Mấy chị đợi tôi đi. Tôi chịu đổi cho cô nè. Giờ tôi sẽ bán cho mấy chị áo này 2 cái 120.000. Áo gì? Áo cổ tim nha mấy chị nha. Áo cổ tim ha. Áo cổ tim em sẽ bán cho mấy chị là 2 cái 120.000. Chị bây đứng lấy cái áo cổ tim qua. Ủa thì chị Hương hay quá ta. Chị Hương hay dữ ta. 2 cái 120.000 chốt đi mấy chị. 2 cái 120.000. 2 cái 120.000 áo cổ tim 60-92kg. 60-90kg đi mấy chị. Chốt một người 4 cái cho em. Em nói thiệt, chốt một người 4 cái cho em. Áo này dễ mặc mà mặc lên rất là đẹp luôn nha. Áo này rất là dễ mặc mà mặc lên rất là đẹp luôn. Áo cổ tim nó có nhiều màu lắm mấy chị. Nè, màu tím nè, màu xanh da trời nè, màu xanh da trời nè. Màu này là màu da nè mấy chị. Màu da nè. Màu da. 2 cái 120 chốt lần mấy màu cho em. Chốt lần 8-9 màu. Màu da nè mấy chị. Màu da. Con này là màu rêu. Hình như màu rêu hết rồi. Con này là màu rêu nè. Ha. Con này màu rêu. Má bùi vô nè bây giờ. Bỏ bỏ nè. 2 cái lựa màu đi. Màu này là màu cánh sen nè. Màu này là màu cánh sen nha. Màu cánh sen. Màu đây là màu xám ha. Màu này màu xám. Đen và hồng cánh sen của Quỳnh Như nè. 2 con 120 của Quỳnh Như. Màu
này là màu đen, màu này là màu rút đậm. Con này là rút đậm nè mấy chị, con này là rút đậm ha, con này là rút đậm rêu với lại tím của xấu xí. Ok, xấu xí nè, xấu xí rêu và tím, hai con 120 của xấu xí nè, rêu và tím nè. Chốt lẹ đi nha, số lượng có hạn mà lụ đạn thì rút chốt rồi nha. Hai con 120.000 ha. Ngô Tú Linh đen với lại rút đậm, đen với rút đậm của Ngô Tú Linh nè. Ngô Tú Linh hai con 120. Yeah nè, tím nè, cánh sen nè, rút đậm nè, xanh ngọc nè. 60.000 con, cái này của Thúy Phan Diễm Phan nè con, Thúy Phan Diễm Phan đó. Hai cái rêu và rút đậm, rồi rút đậm nè, rêu hai cái của Văn Thị Sinh nè, chị Thu Phạm rêu và đen nè, nó có một size à, đen nè. Chưa có rêu và đen của Thu Phạm nè, hết rêu rồi chị ơi, chốt lại đi chị Thu Phạm ơi. Chị Thu Phạm ơi, chốt đi, em có màu xanh bơ nữa nè, em có xanh bơ nữa nha, em có xanh bơ và em có màu vàng, vàng bò đẹp không đó, em có vàng bò nha đó. Chốt lại đi, hết rêu rồi nè. Áo của Tim dễ mặc lên Trịnh Châu Tâm, mặc một lần 8 cái cho chị, dễ mặc mà rất là dễ chịu ha. Thu Phạm chốt lại giùm em nha. Nguyễn Quỳnh Giao một tím nè, ấy chốt hai áo đi mày. Nguyễn Quỳnh Giao 60.000 nè, củ dương đen và cánh sen nè, màu vàng đẹp lắm nha, củ dương đen nè. Dạ không có đổi được đâu nha, ai đổi xả luôn đi, bán hàng tiên chày rồi mà còn đổi gì nữa mấy chị. Củ dương hai con 120 bỏ bình dân thôi nè. Một cái rút của xấu xí nè, một cái rút đậm của xấu xí nè, xấu xí 60.000 rút đậm của xấu xí nè. Hai gì, hai đôi đờ không hiểu nha Thúy Ngờ, cha em rút hết rêu cho nên Phương Trần chốt lại nè. Ha, ban mai là rút đậm đen và tím nè, rút đậm nè, hiện bây giờ rút đậm nè, đen nè và tím của ban mai nè, ban mai ba cái nè, tím và rút đậm của Ngọc Tân nè, tím nè và rút đậm của Ngọc Tân nè, hết rút đậm rồi nha, tím và rút đậm của Ngọc Tân nè. Hồi nãy Quỳnh Giao lấy tím rồi đúng không, giờ thêm con vàng nữa không, vàng của Nguyễn Quỳnh Giao nè, vàng Nguyễn Quỳnh Giao 60.000 nè, 60.000 xả nha. Hai áo rút và vàng 90kg vàng nè, trời ơi má vàng bơ đẹp lắm nha mấy má ơi. Hồi nãy ai chốt rêu vậy, hồi nãy ai chốt rêu ta, ai chốt rêu nè, chị Thu Phạm rêu và đen còn nè, Thu Phạm rêu và đen hai con 120. Rồi tới ai rồi ta, rút và vàng hả, Thúy Ngờ, Thúy Ngờ rút và vàng hết rút rồi nha, Thúy Ngờ hai con 120 nè, hết rêu rồi. Nguyễn Kiều Tiên tím và xanh da trời nè, trời ơi mấy cái con màu xanh nó đẹp dữ dằn lắm nha mấy chị, mấy con màu xanh nó đẹp dữ dằn lắm, xanh da trời nè. Hai con này của chị Nguyễn Thị Kiều Tiên nè, Nguyễn Thị Kiều Tiên hai con 120 nè, Nguyễn Thị Kiều Tiên hai con 120. Trịnh Châu Tâm rêu và bơ, hết hết bơ rồi bà nội ơi. Cái màu mà tôi nói nè, nè gái, màu gì nè mà gái, hốt cái con xanh này nè, hốt cái con xanh lạ nè, đẹp chưa nè. Nguyễn Châu Tâm chồng với Trịnh Châu Tâm nè, Trịnh Châu Tâm, Trịnh Châu Tâm một con nè 120, lấy thêm con vàng cho chị Văn Thị Sinh nữa nè, Văn Thị Sinh 60 nè, Văn Thị Sinh 60 nè ha, Văn Thị Sinh. Thúy Phan lấy thêm con vàng, Thúy Phan có dấu Thúy Phan Diễm Phan nha, Thúy Phan
Diễm pha 60.000 nè. Đen với rút đậm, hết rút đậm rồi chị ơi, chốt lại giùm em nha chị Huế Nguyễn. Lấy em à, chị lấy em một cái màu da lon Nguyễn Lê, một cái màu da nè. Lon Nguyễn Lê 60.000, áo của tim tím và vàng. Tím và vàng của Nhung Võ nè, 120, tím và vàng của Nhung Võ nè. Tím và vàng của Sương Nguyễn nè. Rút đậm còn cái là tím và vàng. A rêu còn cái nha. Tím và vàng. Tím nè. Và vàng nè, tím và vàng của ai? Của Sương Nguyễn nè, 120 của Sương Nguyễn. Cho em áo trắng là xanh lạ, có xanh lạ luôn. Có xanh lạ và có trắng luôn. Như Nguyễn thành phố nè. Hai con này của Như Nguyễn thành phố. Như Nguyễn thành phố hồi nãy kêu đổi gì ta? Như Nguyễn thành phố là kêu Như Nguyễn thành phố nhắc em nha. Ờ, Lê Trang vàng và rút, còn cái rút nè. Còn cái rút nè. Giờ đi kiếm vàng mới mệt mỏi nè. Ờ, rút và vàng của ai? Rút và vàng, áo này thủy mặc không được nha. Ờ, ai đâu mất rồi? Lê Trang vàng và rút nè ha. Đen và vàng của Huế Nguyễn rồi, đi giờ đi kiếm vàng mới mệt nè. Bây giờ nha, giờ chốt lại nè. Bây giờ nè. Bây giờ chị Huế Nguyễn từ từ, bây giờ em chốt lại cho mấy chị. Giờ em còn đen nè. Em còn đen, em còn màu da. Em còn xanh bơ. Em còn hồng cánh sen nè, mấy má. Hồng cánh sen là cái màu mặc áo này lên đẹp nhất nha. Em còn xanh da trời nè. Em còn xanh lạ nè. Hết rồi, giờ em còn xanh một cái xanh của ban nè. Em còn một cái xanh của ban. Đó, em còn con tím. Đó, như còn nhiêu đó đó. Còn một con hồng rút đậm. Chị Huế Nguyễn lấy đen và vàng hết rồi. Hết rồi. Hôm qua chị Sương Nguyễn có biêu không vậy? Có, dồn cho chị. Thêm cái trắng của chị Ban Mai. Ban Mai ơi, trắng còn không nè? Trắng của Ban Mai đi, cẩn thận. 60.000 của Ban Mai. Không đổi được chị Thúy Phan ơi. Không có đổi được. Hàng bây giờ đang tùm lum hết hàng sale, không đổi được chị. Không đổi được, một là thấy thêm chứ không có đổi được. Huế Nguyễn đen và rút nè. Không đổi được nha chị. Đen và rút riêu còn cái nè, giờ mới thấy. Đen và rút nè. Đen và rút của Chế nè. Đen và rút của Huế Nguyễn nè. 120 của Huế Nguyễn. Ngọc Châu, hồng sen và tím. Tím còn cái, hồng sen của Ngọc Châu nè. Ngọc Châu hai cái, 120. Tím và đen của Nguyễn Hạnh. Tím. Tím. Rồi, khách lấy cái tím đó rồi. Khách đã lấy cái tím nha. Đen thì còn. Ủa Chế ơi Chế. Chế lấy giúp giùm em cái đen với cái xanh lạ giùm cái cho chị Hạnh. Hồi nãy đổi cái đồng tiên cho chị Hạnh chưa vậy ta? Hồi nãy trong cái bill chị Hạnh nhớ nhắc em nha. Nè em lấy cái tím với cái xanh lạ cho chị Nguyễn Hạnh nè. Chị nào mà đổi đầm riêng thì nhắn tin báo cho em nha. Thêm xanh lạ của Nhung Võ nè. Nhung Võ thêm con xanh lạ. Ê em có con xanh của Ban nè quý vị. Em có con xanh của Ban nè, chốt đi. Hồi nãy em đổi rồi đó chị chưa ta? Nè có con xanh của Ban đẹp không? Nãy có một người mà nó biết của ai. Có một cái mua một cái đổi. Nè còn con xanh rêu lạc đạn nè. Rêu cô Ban của Nguyễn Hạnh 60.000. Nè cho con xanh bơ nè. Xanh bơ còn 2 con nè. Xanh bơ còn 2 con. Nè. Trời ơi vải dày. Vải mềm lắm nha mấy chị nha. Nè cho con cánh sen cho xỉu nè. Nè nào lấy cánh sen về mặt với rinh là hơi bị đỉnh luôn. Em nói thiệt. Chị nào mà mặc cánh sen là hơi bị đỉnh luôn. Cái gì mà sắp giỏ vậy? Ờ, đúng không? Đi xuống dưới khách lấy gì ghi sổ vô đi. Để dưới đó hết đi, ghi mày vô sổ mày đi. Cánh sen của Liên Lê nè. Ghi vô sổ mày hết đi rồi để tao gửi hàng rồi tính. Liên Lê nè. Còn cái chai gì à nhà, cái chai gì à, mọc tóc đen ở nhà dưới á, chút tim lên lầu chứ không lạc bẹt. Rêu và xanh bơ của Hiền Nguyễn nè. Rêu. Rêu và xanh bơ của Hiền Nguyễn nào nè. 120 của Hiền Nguyễn nè. Nãy giờ chị thốt ra có việc. Dạ để chút em tự kiểm tra chị Hạnh ơi. Rồi còn ai chốt nữa không? Không chốt em đưa hàng chốt thôi nha.
chốt em đưa hàng vô kho nha mấy chị nha. Không chốt là em đưa hàng vô kho ha. Đưa hàng vô kho là lâu lắm mới lôi ra lại đó. Rồi xong chưa nè. Cánh sen với xanh bơ của Hạnh Nguyên nè. Cánh sen nè, xếp lại. Và xanh bơ của Hạnh Nguyên nè con. Hai cái của cô Hạnh Nguyên. Xong chưa quý vị ơi? Hết rồi nha. Ê, còn sót lại con trắng nè. Chế nào chưa chốt trắng là chốt cái trắng cái đen nha. Chế nào chưa chốt thì chốt cái trắng cái đen ha. Nhanh tay, hoặc là chốt cái trắng với cái xanh lạ. Ê, còn con xám nè. Đâu ra con xám vậy? Rồi, hết nha. Hết nha, tôi sell cái gì vậy? Tôi đủ hết cái sell ra bạc nè. Tôi không có sell mà lúc chút đợi còn lời. Không có chuyện đó ha. Cái gì vậy? Tờ tờ, Vũ Dương đi cái gì? Trắng hả chị Vũ Dương? Trắng hả chị Vũ Dương? Trắng hả? Vũ Dương lấy trắng hả Vũ Dương? Kim Anh Trương trắng với đen nè. 120 của Kim Anh Trương. Rồi xong chưa, qua mẫu nha. Qua mẫu. Bán con áo 160 bán chơi cho vui nè. Bán con áo 160 giờ bán cho 70.000 nè. Con này dưới 77kg nha. Con này lên giờ mặc rất là đẹp nha mấy chị nha. Bán cho mấy chị 70.000 con len dệt này. Chị nào chốt len dệt này thì chốt cho em áo len dệt ha. Len dệt nè, đen cũng đẹp nè. Đây. Đen cổ tim cũng đẹp. Cầm áo chưa ra áo luôn. Đen cổ tim cũng đẹp. Dạ khách lấy đi chị. Khách lấy chị lấy cái con màu da này thì chị lấy nè. Xong chưa mấy chị? Em lên một cái con đầm lê dông thì mấy chị chốt là mấy chị ngủ ngon ha. Cây ơi luôn á nè. Màu da nè mấy chị, ai chưa chốt da thì chốt ha. Em lên cái mã đầm thun lay dông này là mấy chị ngủ ngon luôn. Đầm này đầm body rút một bên hông rất là sexy. Rồi phụ cái này vô kho luôn nha con. Phụ cái này vô kho luôn bé. Thúy nè.
thì thấy 150 là trời, con đồng này phải mê ly lắm em nói thiệt á. Dép này của chị Dương Nguyễn nè, dép này của chị Dương Nguyễn thành phố nè, Dương Nguyễn thành phố nè, có chục em có đôi eo bị xám nè, eo bị xám size 39-40, eo bị xám này size 39-40 nha, một đôi eo bị xám size 39-40. Chị nào chốt chốt giùm em dép lông nha, mang đi hơi bị êm luôn nha mấy chị. Chị nó bay vòng vòng trong mặt. Xám của Vương Thảo 60.000 nè, xám của Vương Thảo 60.000 nè, Vương Thảo tỉnh. Em có đôi caro xanh 40-41, em có đôi caro mà êm lắm mấy chị, em có một đôi caro xanh 40-41, chốt giùm em caro xanh nha, chốt giúp giùm em caro xanh 40-41. Đôi này 38-39 nè, chốt giùm em xương cá màu hồng là cái đôi em đang mang nè mấy chị, đôi đang mang xương cá màu hồng nè, 38-39 xương cá màu hồng, 60.000 bán sale hết luôn ha, 60.000 bán sale hết luôn. Caro xanh, xương cá hồng, em có đôi xương cá xanh nữa nè, em có đôi xương cá xanh mà đôi này size 40-41 xương cá xanh nè, đôi gấu nè mấy chị, đôi gấu này là size 40-41 nè đó. Rồi mấy chị có chốt đầm đen nữa không Mỹ nha, em đưa hàng vô kho Mỹ, mai mình gặp nhau nha mấy chị nha, mai mình gặp nhau ha. Màu hồng 38 em đang bán gì ạ? Xương cá hồng 36-37 nè, màu hồng 38-39 của ai vậy? Ngọc Châu nè, Ngọc Châu 60.000. Xương cá xanh, giờ đi kiếm chiếc xương cá xanh nè, mất mẹ. Xương cá xanh 40-41 của ai vậy? Xương cá xanh của Như Nguyễn thành phố 60.000 nè. Hồi nãy ai hỏi em đôi xám vậy? Đây còn đôi xám trong này nè, đôi này bán lỗ loài đám hồng nè, hồng 37 của Văn Việt Sinh, hồng 36-37 của Văn Việt Sinh 60.000 nè con. Đôi này ba, đôi này là 39-40 nè, eo bị xám 39-40, eo bị xám. Chị có bán không môn không em? À, đôi này là mấy hôm trước bán cái này chị hết bán. Đôi này là 39-40 xám nè, 60.000. 39-40 xám, xám của Hạnh Nguyên nè, xám của Hạnh Nguyên nè, lỡ rồi cho em mũi luôn. Đôi này 37-38 chốt giùm em eo vì nâu 37-38 nè, con này đôi này con có chứ nè, cho cái lùng 37-38 nè. Đôi này 37-38 còn đôi nè, nâu 37-38 của Phương Thảo 60.000 nè, Phương Thảo tỉnh á, Phương Thảo tỉnh á, 60.000. Đôi này cũng 37-38 nè, chốt giùm em nâu eo vì, eo vì nâu nha, chốt giùm em eo vì nâu 37-38 mà thực sự 39 mang cũng vừa ha. Không, không có 41, 41 là cái đôi tôi đang mang nè, 41 là đôi hoa nè Thái Huyền ha. Đôi này nâu là của Văn Thị Sinh nè, nâu của Văn Thị Sinh nè. Còn đôi cuối cùng nha quý vị nha, còn đôi này 37-38 luôn, còn một đôi nâu cuối cùng Dương Nguyễn thành phố luôn nè. À, lấy cái này đi Thái Huyền, lấy cái này đi, lấy cái đôi này đi Thái Huyền nè, của Thái Huyền 60.000 nè, mang đôi này hơi bị sướng luôn. 32 hả con Nguyễn Lê, 32 nam màu tối. Đây chị, hàng này là không có trao đổi trẻ nha Lo Nguyễn Lê, hàng này đã siêu băng cho kho rồi đó. 32,5 của Lo Nguyễn Lê nè, 32,5 của Lo Nguyễn Lê. Rồi bao này chút nữa quăng kho luôn nè đi, bao này quăng kho luôn để mai like bên phòng này. Ơi đắt đắt quá, em đắt đắt quá quý vị ơi nè. 42-43 là Thái Huyền, 42-43 đôi gấu là Thái Huyền ơi nè, 42-43 đôi gấu 60.000 là lấy luôn đi em, lấy luôn 42-43 gấu đi nè ha. Đó 42-43 gấu lấy luôn đi, đây bé mai nghỉ mốt là nghỉ rồi, bán giá này chắc lời á, chắc không lỗ loài le á. Ê mấy chị, đôi xương cá hồng 38-39 nè, đôi xương cá hồng 38-39 là Thái Huyền, à, alo Nguyễn Hạnh trước, Nguyễn Hạnh Dũng Tàu,
Nguyễn Hành Vũng Tàu lấy đôi 42 đôi gấu á. Rồi đôi này 38-39 nè. Xương cá hồng 38-39. Xương cá hồng 38-39 luôn nha. Còn mấy đôi bán ra hết luôn quý vị. 38-39 xương cá hồng. Nè đôi này của Thái Huyền nè. Thái Huyền xương cá hồng. Xương cá hồng. Xương cá hồng của ai ạ? Chị Văn Thị Sinh nè. Chị Văn Thị Sinh xương cá hồng nè. Rồi mấy cái ba đôi này về mấy chị mang xuống 60.000. Xương cá hồng. Caro xanh. Caro xanh 40-41 nha. Caro xanh 40-41. Caro xanh 40-41. Caro xanh 40-41 hai đôi nha. Hết luôn rồi. Nè còn đôi cuối cùng nè. Là đôi gấu xanh mấy chị. Đôi gấu xanh cũng 40-41. Là hết nha. Nè em có, giờ em có là caro xanh 40-41. Xanh của Bích Thủy 60.000 nè. Hai đôi caro xanh và một đôi gấu xanh 40-41 hết. 120 mà bán 60 là mấy chị hiểu là lời cỡ nào rồi đúng không? Là hết rồi đó. Xanh của Bích Thủy gấu xanh. Gấu xanh là xanh của Bích Thủy là gấu xanh của Phương Thảo. Vậy là giờ em còn đúng một đôi. Ủa sao nãy giờ em không lấy cái đọc body rút ra vậy lên giờ? Phương Thảo, Bích Thủy của Huy lùng đang đi rồi. Em còn đúng một đôi caro xanh 40-41 mấy chị. Về đi rồi biết cái chất lượng của cái hàng này nha. Hết gấu xanh còn đúng một đôi duy nhất cuối cùng xanh của Như Nguyễn. Nè mấy chị coi nè. Em nói mang hơi bị êm luôn. Như Nguyễn thành phố xanh. Như Nguyễn thành phố xanh rồi. Quỷ lúc bán hàng teo kêu Linh chờ ô, Linh chờ hử không thấy đâu rồi. Mai gặp lại nha. Mai gặp lại mấy chị nha. Cảm ơn mấy chị đã ủng hộ hàng sale nhà em cho hết hàng. Cảm ơn mấy chị nhiều. Rất là cảm ơn mấy chị ha. Rồi chào mấy chị, mai gặp lại nha.